Lục địa kiện tiên tập 131, Sương mi thổ khí, tập 132, Mọc cánh khó thoát, tập 133, Cô gia thật lợi hại, tập 134, Tỷ phu ngươi tiểu tụy, tập 135, Chính cùng hoài như thuyết minh tại kênh youtube di các phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Nhìn hắn dáng nở nụ cười, tổ an nhướng mày, trực tiếp giữ hắn lại, ngươi là bằng hữu của ta, ta làm sao có thể để ngươi đi. Sau đó hắn tiến lên một bước, nếu như ta nhớ không lầm, tầng cao nhất của tứ phương các quy định là nhân tài ưu tú ở mỗi lĩnh vực đều có thể đi lên. Uông Nguyên Long gật đầu, xác thực là như vậy. Tô Át hỏi, có quy định lĩnh vực cụ thể nào không? Uông Nguyên Long đáp, cái này thì không có, chỉ là bình thường. Hắn còn chưa nói xong đã bị đánh gãy, tổ An cười ha ha, đã như vậy, vậy thì bằng hữu của ta tự nhiên là có tư cách lên tầng cao nhất. Lời vừa nói ra, mọi người sửng sốt, ra hỏa khí chất bị ổi trước mắt, thực nhìn không ra hắn có bản lãnh gì nha. Ngay cả trịnh đán và tạ đạo ẩn cũng tò mò nhìn về phía vi tác. Vi tác cũng mộng bức, chẳng lẽ ta còn có tài năng gì mà chính mình cũng không biết hứa khâm tùng hử lạnh nói miệng không bằng chứng vị huynh đài này đến cùng có bản lãnh gì nói ra để mọi người phân xét một chút tổ an đầy vi tác đến trước mặt mọi người giới thiệu vị huynh đệ này của ta có cái ngoại hiệu người xưng tiểu vương tử giới bát quái toàn bộ minh nguyệt thành ở phương diện bát quái không có ai linh thông hơn hắn ngươi nói xem khương hiệu trưởng thích mặc tất chân gì nhất hai mắt vi tác tỏa sáng không chút nghĩ ngợi đáp vớ đen và vớ da xuyên thấu tần suất gần như giống nhau nhưng ta càng thích phố đen. Mọi người mộng bức, con mẹ nó như vậy cũng được. Tổ A lại hỏi, chân của Khương Hiệu trưởng dài bao nhiêu? Nghe được vấn đề này, tất cả nam nhân ở đây đều lên hứng thú. Trước đó Khương Hiệu trưởng thích mặc với đen cũng không tính là bí mật gì, nhưng chân Khương Hiệu trưởng dài bao nhiêu thì thật không có người nghe nói qua. Phi tác đáp, bà thức bảy tấc, dài sót tuyệt đối không vượt qua một tấc. Mọi người phục rồi, gia hỏa này thật là một nhân tài. Ngay sau đó giữa sân không ít người nhìn về phía tạ đạo ẩn và trịnh đán, trong mắt từng người tràn ngập hiếu kỳ. Tổ An Thuận theo dân ý, hỏi, vậy ngư của tạ tiểu thư? Hắn còn chưa nói xong đã bị tạ đạo ẩn chạy tới che miệng. Được rồi, ta có thể bảo đảm, hắn thật là kỳ tài ở lĩnh vực này, khẳng định có tư cách lên tầng cao nhất, uồng công từ ngươi nói có đúng không? Khuôn mặt của tạ đạo ẩn đỏ bừng, nàng cũng không muốn số liệu thân thể của mình bị người toàn thành biết, bên người gia hỏa tổ an này đều là loại bằng hữu gì vậy. Thiên kim nhà thành chủ đã lên tiếng, Uông Nguyên Long tự nhiên thuận nước đẩy thuyền, đương nhiên đương nhiên, các vị, mời kể từ đó không còn ai dám đi ra ngăn cản vì tác ra sức hất áo bảo ở sau lưng lên cả người ngẩng đầu ấn ngực giống như con gà trống kiêu ngạo chạy lên lầu từ trong bụng mẹ sinh ra tới giờ hắn vẫn luôn tự ti còn chưa từng xương mi thổ khí qua như vậy hết thảy đều là lão đại mang cho hắn nghĩ tới đây hốc mắt hắn có chút ẩm ướt tầng cao nhất bố trí rất xa hoa lại nhìn không ra cảm giác vàng son lộng lẫy như nhà giàu mới nổi hiển nhiên uông ra tốn rất nhiều sức lực mọi người vừa ngồi xuống cũng không lâu lắm thu hồng lệ đi tới tổ an nghĩ đến quan hệ với thu hồng lệ vốn nghĩ đã lâu không gặp muốn đi lên cùng nàng trò chuyện mấy câu ai biết biểu lộ của đối phương cực kỳ xa cách đối với hắn và đối với người khác không hề có sự khác biệt tổ an có chút buồn bực tiểu nương bì này đang làm cái gì trịnh đán nhìn thấy hắn chạy đi tìm thu hồng lệ còn có chút ghen ghét dù sao thu hồng lệ quá có tính công kích thật là nữ nhân cũng có cảm giác nguy cơ vãnh liệt bất quá nhìn thấy hắn ăn quả đắng khóe miệng không khỏi khẽ nhếch đáng đời tang thiên nhìn đến trong lòng mừng thầm mở miệng nói Thu cô nương đến chậm một bước, không có thưởng thức được tài văn chương của tổ huynh vừa rồi, khuất nhục đại tài tử của tinh hỏa thành nha. Tổ An nghi ngờ, gia hỏa này rõ ràng không hợp với ta, lại ra mặt nói giúp mình, bên trong khẳng định có ma. Hả, còn có sự tình như vậy? Thu Hồng Lệ có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ tài văn chương của A Tổ cũng rất được. Hồng Lệ vô duyên nhìn thấy, thật là quá đáng tiếc. Thực muốn kiến thức cũng đơn giản, để tổ huynh lại phơi bày một ít tài văn chương không phải được, nghĩ đến tổ huynh sẽ không để cho gia nhân mất hứng chứ. Tàng Thiên không có hảo ý theo dõi hắn. Tổ An hơi nheo mắt, gia hỏa này nói nhiều như vậy, chính là vì để hắn xấu mặt. Bất quá A Tổ ta là ai, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, sao sẽ sợ trước tiểu tâm tự ấy của ngươi? Ta là người thích làm náo động ở trước mặt mỹ nhân, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tổ An vừa nói vừa mỉm cười nhìn Thu Hồng Lệ, Tạ Đạo ẩn, Trịnh Tán. Sắc mặt của Uông Nguyên Long cổ quái, gia hỏa này, người ta đều xung xoe một gia nhân, gia hỏa này đồng thời xung xoe ba nữ nhân, còn không để người cảm thấy bất ngờ, đến cùng là làm sao làm được tang thiên càng phiền muộn nhìn thấy hắn không ngừng vứt mị nhãn với vị hôn thê của mình dù cái gì cũng không có làm nhưng hắn vẫn có một loại cảm giác bị cắm sừng đến từ tang thiên điểm nộ khí cộng 233. lúc này tổ an mới ngẩng đầu nhìn về phía hắn không biết tang thống lĩnh dự định để cho ta làm sao triển lộ tài văn chương chẳng lẽ cũng dự định cùng ta đối câu tang thiên vội vàng khoát tay đối câu thì không cần muốn luận tài văn chương không ai qua được thi tử không bằng mời tổ huynh làm một bài thơ đi nói đùa cái gì Vừa rồi ngay cả hứa khâm tùng cũng thua, hắn làm sao có thể ngốc đến đi sau đối câu gì. Lại nói, rõ ràng là vì để tổ an xấu mặt, kết quả mình ra trận chẳng phải là dẫn lửa thiêu thân. Thi từ, tổ an cổ quái, người khẳng định muốn so thi từ. Nói đùa cái gì, sau lưng ta là đường thi tống từ đặt cơ sở, còn có vô số thi nhân ủng hộ, so thi từ thực sự là. Những người xuyên Việt kia từng cái chép văn sống đến phong sinh thủy khởi, không nghĩ tới hôm nay cũng đến phiên ta thoải mái. Lúc này tạ đạo ẩn cũng sinh ra hứng thú không biết lấy cái gì làm đề mục đây tang thiên mở miệng nói lấy văn tài của tổ huynh đề mục bình thường khẳng định là không làm khó được hắn không bằng ta chọn cái ít thấy tới biểu dương công lực của tổ huynh ân lấy cóc kẻ làm đề được không lời vừa nói ra cả phòng rơi vào yên tĩnh tuy hắn nói đường hoàng nhưng người sáng suốt vừa nhìn liền biết là nhằm vào tổ an không chỉ châm chọc hắn và sở đại tiểu thư giống như cóc kẻ và thiên nga hơn nữa châm chọc vừa rồi hắn hiến ân tình với mấy cô nương xinh đẹp bất quá là cóc kẻ mà đòi ăn thịt thiên nga thu hồng lệ hơi nhíu mày cái đề mục này không hay dùng cóc kẻ có thể làm ra thơ hay gì không bằng đổi một cái tổ an nghĩ thầm nữ nhân này mặt ngoài lãnh đạm trên thực tế vẫn rất quan tâm ta nha vậy ta tha thứ hành động của người vừa rồi tạ đạo ẩn cũng phụ họa không sai chưa từng nghe nói qua có dạng đề mục như vậy cũng chưa từng có thơ như vậy ta cũng tán thành thay đổi chỉ có trịnh đán cười không nói thân phận của nàng đã định trước nàng không tiện ở trước mặt mọi người phủ định vị hôn phu đến giúp tổ an có điều nàng cũng muốn nhìn tổ an ở trước mặt nữ nhân ra chút xấu hổ miễn cho đi trêu hoa gạo nguyệt khắp nơi. Uông Nguyên Long cũng ở một bên khuyên bảo, hắn âm thầm hối hận, sớm biết như vậy thì không nên để bọn hắn ngồi cùng, đây không phải tự vào phả mặt mình sao. Bất quá Tổ An lại khoát tay nói, không sao, ta lại cảm thấy cóc ghẻ rất tốt, bởi vì cái gọi là cóc ghẻ không muốn ăn thịt thiên Nga không phải cóc ghẻ tốt. Tạ Đạo Ẩn cười khúc khích, ngay sau đó vội vàng che miệng, hiển nhiên cảm thấy như vậy có chút thất lễ. Trong mắt Thu Hồng Lệ cũng hàm chứa ý cười, nam nhân này không giống những người trước kia gặp, thật rất thú vị trong đầu trịnh đán thì hiện lên hình ảnh đối phương chinh chiến trên người mình bày ra đủ loại tư thế nhất là cái thứ của nợ kia mỗi lần đều đính chặt ở nơi sâu nhất trong người mình nghĩ thầm thiên nga trắng như mình không phải cũng bị con cóc kẻ kia trà đạp sao tang thiên nhìn thấy ba đại mỹ nhân cười đến nhánh hoa run rẩy sắc mặt nhất thời có chút khó coi lúc này tổ an nói tiếp ta đã nghĩ ra một bài nghĩ ra một bài mọi người giật mình cóc kẻ thật có thể lấy ra làm thơ mấu chốt là từ khi ra đề đến bây giờ mới bao nhiêu thời gian cho dù là đề mục bình thường cũng không có nhanh như vậy chứ. Ngay cả tạ đạo ẩn cũng có chút hiếu kỳ, muốn nghe xem hắn có thể làm ra bài thơ như thế nào. Tàng thiên cũng giật mình, có điều hắn nghĩ nhanh như vậy coi như làm ra cũng chẳng thành hồn, sau đó vừa cười vừa nói, tổ huynh quả nhiên lợi hại, tàng mỗ rửa tay lắng nghe. Tổ an đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn hồ sen nơi xa, mở miệng nói, ngồi bên hồ nước như hồ ngồi, dưới cây xanh tươi dưỡng tinh thần. Nghe được hai câu này, trong đầu mọi người hiện ra hình tượng của cóc ghẻ, ngay cả tàng thiên cũng không thể không thừa nhận, gia hỏa này vẫn có chút tài năng. Chỉ có tạ đạo ẩn lại cao mày, câu đầu tiên còn miễn cưỡng, nhưng câu thứ hai chỉ là mức độ của vẻ, vốn vội vàng như thế. Có thể viết ra hai câu thơ cũng được, nhưng trước đó nàng kiến thức từ khúc kinh diễm của đối phương, nên trong lòng không tự giác ôm chờ mong rất cao. Lúc này tổ an lại nói tiếp, xuân tới ta không mở miệng trước, côn trùng nào dám lên tiếng. Vừa dứt lời, toàn trường yên tĩnh. Tuy thi từ chú trọng trao chuốt từ ngữ, nhưng càng trọng yếu là biểu đạt tinh thần khí phách. Bài thơ này từ tài văn chương chỉ có thể nói bình thường, nhưng luận khí thế lại là đỉnh cấp trong đỉnh cấp. Tạ Đạo ẩn vốn có chút thất vọng, kết quả sau khi nghe được hai câu sau thì ánh mắt tỏa sáng, trong miệng mặc niệm hai câu nói kia, ánh mắt nhìn về phía Tổ An có chút bất đồng. Nam nhân này không hề cả lơ phất phơ như mọi người tưởng tượng nha. Trong mắt Thu Hồng Lệ cũng hiện lên dị sắc, trước đó đoán được cảm tình của hắn và Sở Sơ Nhan tốt hơn mọi người nghĩ, nàng do dự không biết có nên tiếp tục áp dụng kế hoạch trước đó không, dù sao kế hoạch của nàng điều kiện tiên quyết là hắn và Sở gia không thuận nhưng bây giờ nàng nghĩ rõ ràng chỉ nhìn khí phách của đối phương thì nên tiếp tục áp dụng kế hoạch kia chỉ là cùng sở sơ nhan đọt nam nhân mà thôi trên dung mạo nàng tự nhận là không thua phương diện thủ đoạn dẫn dụ nam nhân nàng hơn xa đối phương vừa nghĩ như thế tâm tư trong khoảng thời gian này có chút hỗn loạn dần dần an định lại ánh mắt nhìn hắn cũng nhiều thêm một tên nhu hòa chỉ có trịnh đán thì khó chịu hừ sa hỏa này lại bắt đầu câu nữ nhân có điều nàng lại sợ hãi cả kinh dù sao mình và hắn là không có khả năng vì sao còn phải ăn sớm chứ nghĩ đến hôn ước với tăng thiên thần sắc của nàng có chút ảm đạm tổ huynh quả nhiên là đại tài uông nguyên long mỉm cười đi đầu vỗ tay phi tác như ở trong mộng mới tỉnh vỗ tay kịch liệt sắc mặt của tăng thiên rất khó coi đặc biệt là thấy mấy mỹ nữ nhìn tổ an án ánh mắt sùng bái thì càng thêm khó chịu vốn muốn làm hắn xấu mặt kết quả ngược lại để hắn trang bức đến từ tăng thiên điểm nộ khí cộng 233. tổ an lướt hắn một cái vừa cười vừa nói tang huynh còn muốn ra đề nữa không không cần tài văn chương của tổ huynh mọi người đều kiến thức đến Tăng thiên cười miễn cưỡng trải qua một loạt sự tình hắn rõ ràng chỉ sợ gia hỏa này còn thật có chức tài hoa đâu còn dám cho hắn cơ hội khoe khoang nghĩ đến hắn hơn phần nửa là cố ý nói như vậy thì càng thêm khó chịu đến từ tăng thiên điểm nộ khí 44 cộng 44 cộng 44 cộng tiếp xuống là thu hùng lệ khải đàn đầy không khí hiện trường đến cao trào sau đó ung nguyên long cảm tạ mọi người trợ giúp rất nhanh thì ăn uống linh đình tổ an vừa chạm cốc với ung nguyên long vừa không ngừng chúc rượu vi tác hôm nay vi tác rất hãnh diện trong lòng đang cao hứng ai đến cũng không cự tuyệt trong bữa tiệc tạ đạo ẩn không uống rượu chỉ cùng trịnh đán xì xào bàn tán lại cùng thu hồng lệ thương thảo một số vấn đề âm luật ngẫu nhiên nhìn về phía tổ an vài lần sắc trời dần muộn tạ đạo ẩn đứng dậy cáo từ hiển nhiên không nguyện ý về nhà quá khuya khí chất của danh môn khoe tú nhìn một cái không sắp gì trịnh đán cũng thuận thế đứng dậy đồng hành nàng nhìn thấy tổ an uống nhiều rượu lo lắng lát nữa hắn say rượu xúc động làm ra chuyện gì với nàng thì phiền phức tuy trong bí mật nàng không ngại cùng đối phương ân ái nhưng trường hợp công khai nàng vẫn ghi nhớ thân phận và trách nhiệm của mình cũng không lâu lắm thu hồng lệ cáo từ nàng vốn còn có rất nhiều lời muốn nói với tổ an nhưng hôm nay nhiều người như vậy cũng không phải thời cơ tốt mấy mỹ nhân đều rời đi tàng thiên tự nhiên không còn hào hứng uống chỉ uống rượu với tổ an uống như thế nào cũng không được tự nhiên rất nhanh thì rời đi tổ an và vi tác lại uống một lúc tử lượng của vi tác làm sao hơn được hắn trải qua hồng mông nguyên thủy kinh thối luyện thân thể cũng không lâu lắm liền uống say uông nguyên long phái người đưa bọn hắn trở về tổ an từ chối nhã nhặn biểu thị vi tác là hắn mang ra tự mình sẽ tiễn hắn bình an hồi phủ uông nguyên long không miễn cưỡng nữa bất quá vẫn phái mấy gia đình hộ tống hai người tổ an dẫn vi tác một đường đi tới trước cửa vi gia vi hoàng đức nghe tin đi ra tiếp đệ đệ trong lòng tổ an hơi động trực tiếp nhấn lên huyệt đạo nào đó của vi tác vận chuyển qua một tư nguyên khí phi tác chỉ cảm thấy trong bụng rời sông lấp biển oa oa phun ra tổ an vịn hắn tự nhiên cũng khó thoát vận rủi trên người bị nhiễm đầy vết bẩn vì hoàng đức thấy thế không ngừng xin lỗi tổ an nói có thể vào phủ đổi quần áo hay không dù sao hắn cũng không muốn trở về với bộ dạng như vậy vì hoàng đức có chút do dự bất quá vẫn đồng ý thành công đi vào vi phủ khóe miệng của tổ an hơi dương lên bất quá người hương vị trên người mình hắn không khỏi tái mặt dựa vào lần này vì nhiệm vụ của mễ lão đầu tổn thất quá lớn a à vì hoàng đức sai gia đình đưa vi tác đi xuống sau đó nói với tổ an hôm nay đa tạ tổ huynh đưa xá đệ trở về ta đã phái người chuẩn bị phòng bên trong cũng chuẩn bị xong nước tắm tổ huynh có thể tắm rửa thay y phục nếu không ngại mà nói có thể ở lại mai hãy về tổ an gật đầu nói đa tạ vi huynh hôm nay ta uống hơi nhiều trở về như vậy sẽ bị nương tử mắng chết nên quấy dày một đêm vậy vì hoàng đức á khẩu hắn vốn chỉ khách khí một phen ai biết đối phương thật muốn ở lại bạn đang xem lục địa kiện tiên được thuyết minh tại kênh youtube di các phim chỉ bất quá lời đã nói ra hắn cũng không tiện đổi giọng tổ huynh khách khí bất quá thực rất khó tưởng tượng người như sở đại tiểu thư cũng biết mắng chồng tổ an cười ha ha nàng chỉ là nữ thần ở trước mặt người khác mà thôi vi hoàng đức nghe mà ước ao ghen tị tổ huynh thật có phúc hắn nghĩ thầm nếu ta có lão bà như sở đại tiểu thư ước gì mỗi thời mỗi khác dính chung một chỗ ai bỏ được ở bên ngoài thật sự là đàn ông no không biết đàn ông chết đói đến từ vi hoàng đức điểm nộ khí cộng 99. Quá khen quá khen, nói ra cưới nàng cũng có rất nhiều phiền não. Tổ an cảm khái. Phiền não gì? Dù vi Hoàng Đức và hắn không có quan hệ cá nhân gì, nhưng là nam nhân, có thể nghe lén bí mật của nữ thần, hắn làm sao có thể buông tha cơ hội tốt như vậy? Tổ an thở dài. Lão bà quá xinh đẹp, dễ làm nam nhân ghen ghét, không biết sau lưng có bao nhiêu người nguyền rồi ta. Vi Hoàng Đức. Con mẹ nó, vì sao cảm giác gia hỏa này đang chỉ dâu mắng hoài như vậy chứ? Đến từ Vi Hoàng Đức. Điểm nộ khí 66 cộng 66 cộng 66 cộng. Bất tri bất giác hai người tới bên ngoài một gian phòng nhỏ, vì Hoàng đức vừa cười vừa nói, "Được rồi Tổ huynh, đã đến phòng, có gì cần trực tiếp phân phó hạ nhân là được, ta sẽ không quấy rầy Tổ huynh nghỉ ngơi." "Là phiền vi huynh." Tổ An chắp tay. Vì Hoàng đức quay người rời đi, đi mấy bước chợt nhớ tới cái gì, vội vàng dừng lại nói, "Đúng rồi, còn có một việc xém chút quên nói với Tổ huynh, nếu Tổ huynh muốn tản bộ, đại khái có thể dạo chơi ở trong phủ." nhưng bên kia là địa phương nghỉ ngơi của một vị trưởng bối, hắn thích yên tĩnh, không muốn người quấy rầy, cho nên. Tổ an cười ha ha, yên tâm, ta sẽ không đi qua bên kia. Hắn đang lo visa lớn như vậy, không biết tìm từ chỗ nào, đối phương lại chỉ rõ đường. Còn trưởng bối gia tộc gì kia, hắn trực tiếp xem nhẹ, hiển nhiên đây chỉ là lý do mà thôi. đa tạ tổ huynh lý giải, Phi Hoàng Đức cười cười, lúc này mới rời đi. Tổ an vào phòng, sớm có gia đình đưa y phục tới, trong phòng cũng chuẩn bị một thùng lớn nước nóng. Ta tắm rất lâu, lát nữa các người đừng tới quấy rầy ta tổ an vì phòng ngừa bị gia đình phát hiện cố ý dặn dò vâng mấy gia đình kia nhanh chóng rời đi tổ an thầm bĩu môi vi phủ này không khỏi quá keo kiệt nhà hoàn cũng không phái một cái chẳng lẽ còn sợ ta làm loạn sao đậu đen rau muống quy đậu đen rau muống nhưng hắn vẫn không quên mục đích chuyến này khóa trái cửa sau đó trở về bên thùng tắm cởi quần áo bẩn xuống lấy ra y phục dạ hành sớm đã chuẩn bị sau đó hắn yên lặng nhảy ra cửa sổ tiệm hành ở trong vi không biết vì sao, trong vi gia rất ít đèn lồng, ánh sáng tối hơn sở phủ rất nhiều. Bất quá như vậy càng thuận tiện hắn hành sự. Trực tiếp tới chỗ vi hoàng đức nói, hắn lặng lẽ ẩn núp qua. Có lẽ bởi vì hắn vốn ở trong vi gia, tránh đi phòng tuyến bên ngoài nghiêm mật nhất, dọc theo con đường này hắn không có đụng phải bao nhiêu thủ vệ, ngẫu nhiên đụng phải mấy cái, cũng bị hắn dễ dàng tránh thoát. Bây giờ hắn có minh kính phi đài che giấu khí tức, trừ khi bị người dùng mắt thường nhìn, bằng không rất khó phát giác được hắn tồn tại, quả nhiên là lợi khí ẩn núp nha đi vào tiểu viện kia tổ an chui vào một căn phòng bắt đầu lục lọi đáng tiếc muốn tìm được nói nghe thì dễ lật một hồi tổ an liền từ bỏ làm chuyện ngu xuẩn như vậy cũng không phải phong cách của hắn đáng tiếc không biết trong hộp đựng cái gì một chút manh mối cũng không có làm sao tìm được tổ an đau đầu hắn đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ một chút phát hiện nơi xa có một gian phòng còn ánh sáng hơi do dự cuối cùng dự định đi qua xem xét xem có thể tìm được manh mối gì hay không dù sao hắn có minh kính phi đài cẩn thận một chút vấn đề sẽ không lớn cẩn thận từng ly từng tí đi đến bên cạnh gian phòng loáng thoáng nghe được bên trong có tiếng người nói chuyện trong lòng hắn giật mình vội vàng ngồi xổm xuống trước kia xem nhiều phim truyền hình như vậy người ở bên ngoài nghe lén không cẩn thận in bóng trên cửa sổ bị người bên trong phát hiện hắn cũng không muốn phạm phải loại sai lầm não tàn này cha nuôi sự tình gì làm phiền ngài tự thân xuất mã vậy thanh âm này không phải của huynh đệ vi thị nghe như trung niên nghĩ đến hẳn là visa gia chủ Trước đó không lâu chúng ta thu được tình báo trọng yếu, tựa hồ có tin tức của lão bằng hữu mất tích rất nhiều năm, hoàng thượng cố ý phái ta tới xem xét một chút. Một âm thanh thâm trầm vang lên, nghe cực kỳ không thoải mái. Tổ an nhíu mày, giọng điệu này sao nghe giống của mễ lão đầu như vậy? À, không biết là chuyện gì lại kinh động đến cả hoàng thượng. Hừ, không nên hỏi thì đừng hỏi. Vâng vâng vâng, cha nuôi dạy rất đúng, con nuôi lỡ lời, bất quá ta cũng coi như quen thuộc Minh Nguyệt Thành, không biết có thể giúp gì hay không. Tạm thời không cần, ta tự có sắp xếp hắc hắc lão bằng hữu kia rất giả hoạt nếu sớm đả thảo kinh xà để hắn biết chúng ta lại muốn tìm được hắn sẽ rất khó cha nuôi quả nhiên anh minh thần võ tổ an ở bên ngoài nghe em mà trong mày xem ra cha nuôi hẳn là thái giám từ trong hoàng cung đi ra người hỏi hắn làm sao biết đối phương là thái giám trong phim truyền hình loại hình tượng này nhiều lắm hơn nữa vừa rồi đối phương nói thanh âm quả thực cả một cái khuôn mẫu chờ một chút mễ lão đầu nói chuyện cũng có chút giống cũng không biết thái giám thần bí này tới tìm ai hơn nữa nhìn bộ dáng là theo lệnh vua đi tới nghĩ đến sở gia và hoàng đế đối nghịch hắn không khỏi toát mồ hôi bất quá suy nghĩ một chút hẳn không phải nhằm vào sở trung thiên dù sao đối phương nói là lão bằng hữu sở trung thiên nhìn như thế nào cũng không giống như bằng hữu của người này chẳng lẽ là vì mễ lão đầu càng nghĩ càng có khả năng dù sao thân phận của mễ lão đầu quá thần bí hơn nữa tu vi lại cao đúng lúc này trong phòng bỗng nhiên vang lên thanh âm âm lãnh ai tổ an sợ hãi nghĩ mình bại lộ, định thi triển đại phong chạy trốn, dù sao nếu như bị bắt, người kia tuyệt đối không phải hắn có thể đối phó. Đúng lúc này, trên nóc nhà truyền đến dị thanh, một người áo đen lấy tốc độ còn nhanh hơn hắn tưởng tượng bỏ chạy. Tổ An buông lòng một hơi, xem ra là con quỷ xui xẻo khác bại lộ tung tích, ta đã nói rồi, minh kính phi đài vẫn rất đáng tin. Chỉ bất quá sao nhìn thân ảnh kia quen bắt như vậy nhỉ? Thời điểm người kia nhanh chóng đào tàu, bỗng nhiên một tiếng rít thê lương vang lên, một cái chén trà xoay tròn từ trong phòng bắn ra tốc độ quá nhanh, cơ hồ rất khó nhìn rõ quỹ tích. Cơ hồ là nháy mắt, chén trà phát sau mà đến trước, trực tiếp đánh trúng sau lưng bóng đen kia. A, à, một tiếng gọi to duyên dáng, hắc ảnh kia từ giữa không trung rơi xuống. Tổ an biến sắc, thanh âm này càng quen thuộc, còn nữa, dù có y phục dạ hành cũng khó che giấu được bộ ngực ngạo nhân, đều biểu hiện nàng là người mình quen thuộc kia. Đúng lúc này, trong phòng vang lên âm thanh thâm trầm, đại bảo, sự tình bên ngoài giao cho ngươi. Vâng, cha nuôi nghỉ ngơi thật tốt, nhi tử nhất định bắt thích khách kia tới để cha nuôi xử lý. Hắn đúng là visa gia chủ vì đại bảo. Ngay sau đó nghe đến tiếng bước chân vội vàng đi ra ngoài. Tổ an cẩn thận từng ly từng tí theo góc tường rời đi. Vừa rồi ra hỏa kia cách xa như vậy, chỉ bằng một cái chén trà cũng trọng thương người kia, tu vi kinh khủng bực nào, nếu hắn dám làm ra động tĩnh, hơn phân nửa sẽ chết chắc. Thẳng đến triệt để lui ra xa, hắn mới buông lòng một hơi, sau đó vội vàng chạy đi. Một bóng người xinh đẹp thất tha thất thiểu chạy ở giữa các hò non bộ, vừa rồi nàng thật vất vả từ trong một đống thị vệ vây công chạy ra đáng tiếc đã nỏ mạnh hết đà vừa rồi người bí ẩn kia ra tay xém chút đánh tan nguyên lực toàn thân nàng dù như thế nàng cũng bị thương nặng hôm nay sợ rằng không trốn thoát được đúng lúc này nàng cảm giác tay bị người tóm lấy đội tâm giật mình đang muốn quay người công kích lại nhìn thấy một khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi tổ an nói đi theo ta nữ tử trước mắt che mặt thế nhưng ánh mắt quen thuộc còn có trước ngược ba đào to lớn đều đã bán đứng nàng không phải bùi miên mạn thì là ai lúc này cũng không kịp hỏi tại sao đối phương lại xuất hiện ở đây bởi vì cách đó không xa xuất hiện bóng thị vệ hắn kéo đối phương nhanh chóng bỏ chạy bùi miên mạn nhận ra là hắn nên không phản kháng nữa đi theo hắn một đường chạy trốn hắn còn chưa quen thuộc visa cảm nhận được khắp nơi đều là hộ vệ ngay cả visa gia chủ cũng tự mình dẫn người đuổi theo đành phải mang theo bùi miên mạn trở lại gian phòng của mình cũng không lâu lắm cửa bị người từ bên ngoài thô bạo phá tan một đám người cầm đuốc và đao kiếm trực tiếp xông tới cầm đầu là một trung niên bộ dáng giống vi hoàng đức mấy phần nghĩ đến hẳn là vi gia gia chủ Vi đại bảo vi huynh đây là lúc này tổ an đã cởi quần áo ở trong thùng tắm vẻ mặt hoảng hốt nhìn vi hoàng đức vi hoàng đức ai nay nói xin lỗi tổ huynh trong nhà có thích khách chúng ta lo lắng thích khách quấy nhiễu tổ huynh cho nên tới xem một chút cái gì người nào lớn mật như thế dám tới vi gia nháo sự tổ an âm thầm cười lạnh nói rõ là hoài nghi thích khách ở chỗ này bằng không sẽ trực tiếp đánh vỡ chốt cửa sông tới sao không rõ ràng chỉ biết là nữ tử. Phi Hoàng Đức nói, đồng thời lại giới thiệu thay hắn, đây là gia phụ, phụ thân, đây là tổ an. Hôm nay là hắn đưa đệ đệ trở về. Phi Đại Bảo gật đầu, cô gia của sở gia quả nhiên là thiếu niên bất phàm. Tổ An vội vàng nói, bài kiến thúc phụ, bất quá bộ dạng của ta hiện tại chỉ sợ không tiện hành lễ, mong ngài đừng trách. Phi Hoàng Đức vội vàng nói, không cần lên, không cần lên. Lần trước ở trong bí cảnh nhìn thấy hình ảnh kia, hắn cũng không muốn tới thêm lần nữa. Con mẹ nó, lại nghĩ tới. Phi đại bảo cũng đi tới nói, ai nha, người quá khách khí, tắc nhi nhà chúng ta ở trong trường được ngươi chiếu cố, nói đến chúng ta còn phải tìm cơ hội cảm ơn ngươi nha. Hắn vừa nói vừa đánh giá xung quanh, cuối cùng đi đến trước thùng tắm, nhìn vào bên trong. Bất quá để hắn không nghĩ tới là trên mặt nước có rất nhiều cánh hoa, căn bản thấy không rõ tình huống bên trong. Nhưng cái này không làm khó được hắn, khi thế của hắn lặng lẽ kéo dài ra, thò vào trong nước phát hiện bên trong không có người, lúc này mới âm thầm gật đầu, được rồi, ngươi nghỉ ngơi đi chúng ta còn phải đi địa phương khác tra tìm thích khách. Tổ An dường như không biết phát sinh cái gì, cười phất phất tay, chứ vị không tiễn. Đám người ra ngoài, những gia đình kia rất thức thời thay hắn cửa đóng lại. Đi ra ngoài, Vi Hoàng Đức hỏi, cha, có phát hiện gì không? Vi Đại Bảo lắc đầu, bên trong không có người khác, hẳn là ta suy nghĩ nhiều. Thích khách kia là nữ, xác thực không có quan hệ gì tới hắn. Vi Hoàng Đức cũng phụ họa. Đi địa phương khác tìm, ta cũng không tin một nữ thích khách bị thương nặng còn có thể trốn. Vi Đại Bảo hử lành, mang theo thủ hạ tiếp tục điều tra. Sau khi xác định bọn họ đi, tổ an vội vàng nâng bùi miên mạn ở trong thùng tắm ra, người thế nào rồi? Thấy nàng rơi vào nửa hôn mê, hắn vội vàng đè ngực nàng ấn mạnh. Hụ khụ. Bùi miên mạn phun ra mấy ngụm nước, rốt cục tỉnh lại. Tổ an mỉm cười, nếu ngươi lại không tỉnh, ta phải làm hô hấp nhân tạo nha. Bùi miên mạn suy yếu lườm hắn một cái, người cái tên này, luôn không nghiêm túc như thế. Nàng vịn thành thùng tắm nhìn ra phía ngoài, đúng rồi, vừa rồi ngươi là làm sao giấu giếm được bọn họ, lấy tu vi của vi gia gia chủ trong nước có người hắn không thể không phát hiện ra được không biết có lẽ là hắn nhìn thấy ta cường tráng lòng tự ti dâng lên tâm thần vừa loạn không kịp cẩn thận kiểm tra nha tổ an cười ha ha thực ra hắn là dùng năng lực của lam phủ che đậy bùi miên mạn chỉ bất quá sự tình như vậy rất khó cùng nàng giải thích bùi miên mạn quay đầu nhìn thân thể trần của hắn trên gương mặt lóe lên một tia đỏ ửng mau đỡ ta lên Hả? được một mực ở trong nước cũng không phải biện pháp tổ an vội vàng đứng dậy dìu nàng lên bởi vì vừa rồi ở trong nước y phục toàn thân bùi miên mạn thấm ướt áp sát vào người thân hình uyển chuyển hiện ra không bỏ sót bộ ngực vun cao váy dài ép sát vào khu vực thần bí để hình dáng của nó hiện ra rõ mồn một để cho người hít thở không thông tổ an vị nàng trong lòng bàn tay truyền đến cảm giác ấm áp để cả người hắn cứng ngắc bùi miên mạn trong lúc vô tình lướt xuống dưới không khỏi bị dọa đến trái tim cuồng loạn nghĩ thầm nam nhân đều đều như thế tổ an cũng có chút xấu hổ xin lỗi xin lỗi không phải cố ý Bùi Miên Mạn không có trả lời, chỉ đỏ mặt bò ra ngoài thùng tắm. Cách một lát vì tiêu trừ xấu hổ, nàng hỏi: đúng rồi, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Tổ An nửa thật nửa giả nói: ta đưa Vi Tác uống say về, bị hắn nôn khắp người, nên ở chỗ này tắm rửa thay quần áo, thuận tiện ở một đêm. Nghe nói trong phủ bắt thích khách, hiếu kỳ đi ra xem một chút, lại phát hiện là ngươi. Xem ra chúng ta thật có duyên. Hôm nay nếu không có ngươi mà nói, chỉ sợ ta đã chết ở chỗ này. Bùi Miên Mạn nhịn không được cảm khái. Tổ An cười ha ha, cái này gọi là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ bùi miên mạn vịn cây cột tức giận liếc hắn một cái sờ nhan biết ngươi hay đùa bỡn ta như vậy không tổ an cười cười rõ ràng ngay từ đầu là ngươi chủ động tới đùa bỡn ta nha bùi miên mạn hừ lạnh luôn cảm thấy tự hồ ta dính bẫy của ngươi vốn từ đầu nàng nghĩ bằng vào mỹ mạo và mị lực của mình ăn đối phương còn không phải dễ như trở bàn tay nhưng sau vài lần tiếp xúc nàng ngược lại có một loại cảm giác bị người ta đùa bỡn ở trong lòng bàn tay tổ an dìu nàng ngồi xuống bên giường bạn đang xem lục địa kiện tiên được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim. Đúng rồi, sao người lại chạy tới visa? Đến tìm một vật. Bùi miên bạn đáp. Tổ an giật mình, chẳng lẽ mục đích của hai người nhất trí? Vội vàng hỏi, tìm vật gì? Bùi miên bạn trả lời cũng rất trực tiếp, không nói cho ngươi. Tổ an phiền muộn, ta tốt xấu gì cũng có ân cứu mạng với ngươi, hơn nữa còn là bằng hữu tốt như vậy, ngươi cũng không nói cho ta. Bùi miên bạn bởi vì thụ thương, gương mặt có chút tái nhợt nhìn hắn, lúc này cặp mắt hoa đào không có ý cười không phải ngươi cũng không có nói thật với ta đấy sao? Bùi miên mạn thông minh tài trí, đương nhiên sẽ không tin tưởng lấy tính tình của Tổ An, sẽ đưa bằng hữu say rượu về, còn muốn ngủ lại ở chỗ này một đêm. Biểu lộ của Tổ An cứng đờ, đành phải nói, ta cũng là đến tìm vật. Bùi miên mạn truy vấn, tìm đồ vật gì? Tổ An vừa mặc y phục, vừa lắc đầu, sau lưng liên lụy quá nhiều, không thể nói cho ngươi. Bùi miên mạn hừ lạnh, ta cũng có lý do không thể nói cho ngươi. Tổ An mỉm cười, không nói những sự tình không vui kia, nói chút sự tình vui vẻ đi tỉ như cởi y phục. Bùi miên mạn giật mình, vội vàng lui về sau mấy bước, người muốn làm gì? Tổ an nói, đừng hiểu lầm, ta không phải ý tứ kia, chỉ là bây giờ toàn thân người là nước, lại bị thương, mặc quần áo ướt rất dễ dàng sinh bệnh. Cái này đơn giản, bùi miên mạn đang muốn kích hoạt hắc viêm, giấy khô quần áo, bỗng nhiên kịp phản ứng, thời điểm này vận dụng lực lượng nguyên tố, chẳng phải là kinh động hộ vệ của visa sao. Hơn nữa bản thân nàng bị trọng thương, lúc này vận dụng hắc viêm giấy khô quần áo hơn phân nửa cũng là lực bất tòng tâm. Vừa rồi ngươi bị thương, hiện tại tuyệt đối không có cách nào đi ra ngoài, ở chỗ này liệu thương đi." Tổ An phủ mền lên, "Đợi lát nữa ngươi cởi hết quần áo thì vào trong chăn, ta sẽ không nhìn lén. Tin rằng ngươi cũng không có lá gan này, bằng không ta sẽ nói cho sơ nhan." Bùi Miên mạn hừ lạnh, bỗng nhiên kịp phản ứng, "Sao ngươi biết ta bị người kia công kích?" Tổ An cực khổ nói, "Lúc đó ta cũng có mặt, bằng không làm sao trùng hợp cứu ngươi như vậy?" Bùi Miên mạn kinh ngạc, ngươi lại không bị phát hiện? Tổ An mỉm cười, hơn phần nửa là nhân phẩm của ta tương đối tốt. Bùi Miên Mạn cũng nghĩ không thông, tu vi của mình rõ ràng cao hơn hắn, vì sao còn bị phát hiện trước, chỉ nghĩ vận khí của mình không tốt, thay hắn gánh bom, người trong phòng kia tu vi quá kinh khủng, cách xa như vậy chỉ một kích, cũng thiếu chút nữa để cho ta vẫn lạc. Phải biết từ khi nàng học nghệ có thành tựu đến nay, cho tới bây giờ còn chưa chật vật như vậy. Một kích khủng bố kia cơ hồ là trong nháy mắt đánh tan nguyên khí hộ thể của nàng. Cho nên người vẫn nhanh liệu thương đi, ta thuận tiện giúp người thong khô quần áo. Tổ An không có nói giúp nàng liệu thương, thế giới này không giống thế giới võ hiệp, nguyên khí bình thường không có cách nào giống như nội lực có tác dụng liệu thương, hắn muốn giúp đỡ cũng không có chỗ sống tay. Đương nhiên, nếu như tức xúc thân mật lại thêm hồng mông nguyên thủy kinh, hắn ngược lại có thể giúp đỡ liệu thương, nhưng thời điểm nói ra, bùi miên mạn sẽ chỉ nghĩ hắn có ý làm loạn. Nơi này ngươi làm sao phơi, chẳng lẽ ngươi còn có công pháp hỏa hệ sao? Bùi miên bạn tò mò hỏi, ai nói nhất định phải hỏa hệ mới có thể làm khu quần áo? Tổ An đã tính trước nói. Bùi miên mạn do dự một chút, nói, vậy ngươi xoay người sang chỗ khác. Nàng cũng rõ ràng, mặc y phục ướt sũng cũng không phải biện pháp. Nếu đổi lại nam tử khác, hắn đưa ra yêu cầu như vậy, thì dù nàng mặc y phục ẩm ướt không thoải mái cũng sẽ không tiếp nhận, nhưng nếu là tổ an, thì không phải không thể tiếp nhận. Quan hệ giữa hai người rất kỳ quái, xen vào giữa bằng hữu và địch nhân, nhưng từ trình độ nào đó lại đáng tin hơn bất kỳ ai. Đợi tổ an quay người, bùi miên mạn chút bỏ y phục ẩm ướt trên người, lộ ra thân thể hoàn mỹ không tì vết không cho người nhìn lén yên tâm đi ta thật muốn nhìn sẽ quang minh chính đại nhìn không cần nhìn lén tổ an bất đắc dĩ nói sắc mặt của bùi miên mạn đỏ lên mỗi lần ra hỏa này nói chuyện đều vô lại như vậy thế nhưng hết lần này tới lần khác thú vị hơn những cái gọi là chính nhân quân tử kiêng nhiều nhanh chóng chui vào chăn nàng mới lên tiếng ta xong rồi lúc này tổ an mới quay đầu lại phát hiện nàng quấn mình cực kỳ chặt chẽ nhịn không được cười lên sợ bị ta nhìn thấy hả bùi miên mạn hư lạnh bị người xem còn ít sao lời vừa nói ra trong lòng hai người đều rung động thần sắc của bùi miên mạn có chút mất tự nhiên ho nhẹ hai tiếng đúng rồi lấy thuốc trong y phục ra cho ta tổ an từ trong y phục ướt sũng lấy ra một bình thuốc chữa thương đưa tới bên giường nghĩ thầm mình cũng phải chuẩn bị chút thuốc trị thương đáng tiếc trong khoảng thời gian này không có rút được tín xuân ca chỉ có thể tìm kỳ đang đồ mua chút thuốc chữa thương chỉ bất quá nghĩ tới vừa mới cùng kỳ tiểu hy như thế nếu để hắn biết không lột ra mình đã tổ tiên phù hộ còn muốn tìm hắn mua thuốc lúc này bùi miên Mạn định đưa tay muốn cầm lại chợt nhớ lúc này mình không có mặc y phục, vội vàng thu cánh tay về. Ta có chút, không tiện, ngươi, ngươi đổ thuốc ra, đút ta một chút. Bùi miên mạn có chút ngượng ngùng nói. Tổ an sững sờ, sau đó kịp phản ứng, không có vấn đề. Từ bên trong đổ ra một viên thuốc, tuy nhận không ra là thuốc gì, nhưng người hương thơm xông vào mũi, nghĩ đến hẳn là thuốc trị thương thượng đẳng. Hắn đi qua một tay vịn bùi miên mạn, một tay đút tới bên miệng nàng. Bùi miên mạn đút thuốc vào, bờ môi chạm vào lòng bàn tay, còn có đầu lưỡi ấm áp làm tổ an tim đập thình thịch, ánh mắt không tự chủ được nhìn xuống. nguyên lai like theo động tác vừa rồi của bùi miên mạn dẫn đến một đoạn chăn mền hơi trượt xuống, lộ ra da thịt tuyết trắng xung quanh vai. có cần ta kéo xuống một chút cho người xem không? lúc này bên tai vang lên thanh âm giống như cười mà không phải cười của gia nhân. tổ an vô ý thức đáp, người thật kéo xuống, ta khẳng định sẽ không ngại. kéo cái đầu quỷ ngươi. bùi miên mạn không ngờ ra hỏa này ra mặt dày như vậy, xì một miệng vội vàng kéo chăn mền lên, thuận thế để hắn ra qua một bên đi, giúp ta phơi quần áo, nếu y phục không khô, ta sẽ mặc quần áo của ngươi, hừ. Đương nhiên không có vấn đề. Tổ An cười cười, ngồi ở một bên sửa sang lại y phục ướt sũng, thỉnh thoảng còn lướt nhìn nàng một cái. Dù bây giờ chỉ lộ ra một cái đầu, nhưng vẫn không thể không thừa nhận nữ nhân này quá đẹp. Ngày bình thường thấy được nàng vũ mị thướt tha, bây giờ loại cảm giác phù dung trong nước kia còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Phảng phất như cảm giác được ánh mắt của hắn, trên gương mặt trắng nõn của bùi miên mạn xuất hiện một vệt tỏ ửng, có điều nàng không nói gì cách hơn một canh giờ bùi miên mạn nhẹ nhàng thở ra một hơi chậm rãi mở mắt tổ an vội vàng hỏi thế nào thương thế khôi phục chưa nào có nhanh như vậy bùi miên mạn lườm hắn một cái chỉ tạm thời áp chế thương thế trong cơ thể khôi phục năng lực hành động nhất định mà thôi đúng rồi y phục của ta thế nào đã khô tổ an cầm lấy y phục chỉnh tề của nàng triển lãm ở trước mặt à vừa rồi ta nhìn thấy ngươi ở mặt ngoài y phục là một tầng băng mỏng vì sao làm như vậy bùi miên mạn không hiểu cái này gọi là thăng hoa ai người không biết vật lý giải thích cũng không hiểu việc cấp bách là đưa ngươi ra ngoài trước tổ an nói nếu như chờ trời, trời sáng nàng muốn đi ra ngoài sẽ càng khó hơn nữa khi đó mình cũng phải rời khỏi vi phủ không còn ai có thể giúp nàng đáng tiếc thời điểm đến không có ngồi kiệu hay xe ngựa bằng không có thể dẫn nàng đi ra người mặc y phục trước đi tổ an vừa nói vừa đi đến bên cửa sổ quan sát nhìn thấy lúc này khắp visa đều là thị vệ tuần tra một con ruồi cũng rất khó bay ra ngoài hiện tại muốn đi ra ngoài xác thực rất khó. thanh âm của Bùi Miên Mạn vang lên bên tai. Tổ An giật mình, người mặc quần áo nhanh như vậy. Bùi Miên Mạn vũ mị cười một tiếng, ta cởi quần áo càng nhanh, ngươi muốn nhìn không? Sau khi mặc y phục, nàng đã khôi phục lại cảm giác điên đảo chúng sinh như bình thường. Tổ An bất đắc dĩ, ta trở về nói với lão bà, người đang câu dẫn ta. cánh tay của Bùi Miên Mạn nhẹ nhàng gác ở trên vai hắn, cười như không cười nói, ngươi đi cáo đi, đến thời điểm đó xem sơ nhan tin tưởng ngươi hay tin tưởng ta. Tổ An hắn vẫn có chút thiếu tự tin với danh tiếng của mình, đổi thành bất luận kẻ nào, khẳng định đều sẽ lựa chọn tin tưởng bùi miên mạn. Người đã muốn cởi, ta tự nhiên không ngại nhìn, cởi đi. Tổ an không chút yếu thế nhìn đối phương. Bùi miên mạn xì một miệng, buông cánh tay ra, cách hắn xa một chút, ta chỉ là thay sơ nhan tham dò ngươi một chút, kết quả ngươi liền lộ ra nguyên hình, phi, kẻ đồi bại. Tổ an nhìn nàng thản nhiên cười nói, nghĩ thầm thật là một tiểu yêu tinh, ngày không đúng, đã yêu tinh. Hai người trêu chọc vài câu, rất nhanh lực chú ý lại trở về chính sự. Bùi miên mạn nhìn bên ngoài bóng người lay động, hai đầu lông mày xuất hiện vẻ sầu lo, nếu ta không bị thương, có lẽ có thể xông ra, nhưng bây giờ, nàng không nói hết, nhưng ngụ ý rất rõ ràng, hiện tại hơn phân nửa là sông không ra, vạn nhất kinh động cao thủ thần bí kia, thì càng là một con đường chết. Tổ An suy nghĩ một chút nói, ta có biện pháp giúp người dẫn dắt mọi người chú ý, người nhất định phải bắt lấy cơ hội ngắn ngồi kia chạy đi. Bùi miên mạn giật mình, vội vàng ngắc đầu, không muốn, nếu làm hại ngươi xảy ra chuyện gì, giờ nha nhất định sẽ không tha thứ cho ta. Tổ an mỉm cười, yên tâm đi, ta tự có biện pháp, không có nguy hiểm gì. Thấy ngữ khí của hắn chắc chắn, bùi miên mạn không còn hoài nghi, ân một tiếng, vậy ngươi cẩn thận. Tổ an gật đầu, nhảy ra cửa sổ, lặng lẽ đi tới phụ cận mộ hồ nước. Sau đó hắn triệu hồi ra lam phù, nước trong hồ bỗng nhiên nổ tung, dâng lên sóng lớn mấy chục mét. Động tính to lớn nhất thời kinh động toàn bộ người nhà họ Phi, những thị vệ đang tìm kiếm kia ào ào chạy tới. Tổ An thì lặng lẽ thối lui, bất quá mới đi một nửa, bỗng nhiên thân hình cứng đờ, bởi vì đối diện bay tới một lão giả cây con. Khí chàng khủng bố trên người đối phương để hắn trong nháy mắt kịp phản ứng, đây chính là người trước đó giấu ở trong phòng thương tổn bùi miên mạn. Đậu đen rau muống, sẽ không xui xẻo như vậy chứ. Bị ánh mắt của đối phương quét qua, toàn thân tổ an đổ mồ hôi lạnh. Lão giả kia nhíu mày, đang muốn xuất thủ, phi đại bảo chạy đến, vội vàng nói, cha nuôi, đây là khách nhân trong phủ, cũng là cô gia của sở gia tổ an nghe được hai chữ tổ an ánh mắt lão giả kia tỏa sáng người chính là tổ an tổ an bái kiến tiền bối trong lòng tổ an cuồng loạn từ giọng nói của đối phương tựa hồ nghe qua tên hắn cái này cũng không phải chuyện tốt gì bị cao thủ khủng bố như vậy ghi nhớ đủ để cho bất luận kẻ nào ăn ngủ không yên không tệ không tệ lão giả kia nhìn hắn vài lần nhưng không nói gì nữa lúc này vi đại bảo nhịn không được hỏi tại sao hiền chất lại xuất hiện ở đây tổ an phản ứng cũng nhanh giải thích vừa rồi ngủ không được định đi ra tản bộ nào biết lại nghe một tiếng vang thật lớn nên tới xem tình huống hắn rõ ràng mới từ bên hồ nước về lại nói thành đi tới chỗ hồ nước cũng may hắn diễn xuất tốt không có lộ ra chút sơ hở vì đại bảo cười ái náy hôm nay trong phủ có chút loạn quấy giày hiền chất nghỉ ngơi thúc thúc khách khí không biết trong phủ đến cùng phát sinh chuyện gì tổ an giả bộ như mờ mịt hỏi xuất hiện chút đạo tạc không có gì đáng ngại vì đại bảo cười nói hiền chất về nghỉ ngơi đi vậy ta không quấy giày tổ an thi lễ đi trở về nhìn bóng lưng hắn đi xa Vi đại bảo nhỏ giọng hỏi, "Cha nuôi, người nói có phải là hắn gây ra động tĩnh không?" Lão giả kia lắc đầu, nhìn hồ nước cách đó không xa nói, "Vừa rồi động tĩnh kia, ít nhất là Thủy hệ tu hành giả lục phẩm, thậm chí thất phẩm mới có thể làm ra, hắn còn không có tu vi này." Lúc này Vi đại bảo mới buông lòng một hơi. Đột nhiên lão giả hỏi, "Nghe nói trước đó hắn ở trong gia tộc thi đấu rực rỡ hào quang." Vi đại bảo có chút hiếu kỳ, không nghĩ tới cha nuôi lại cảm thấy hứng thú với Tổ An, bất quá vẫn đáp, "Không sai, hắn lại đánh bại Viên Văn Đống ngũ phẩm." Thật sự là làm mọi người chấn kinh, ngũ phẩm, nhưng ta nhìn khí tức của hắn, hẳn còn chưa tới ngũ phẩm a." Lão già trầm giọng nói. "Vâng, lúc đó kiếm pháp, N, phải nói thân pháp của hắn có chút cổ quái." Phi đại bảo đáp. "Thân pháp?" Nụ cười của lão già có chút cổ quái, dường như đã sớm biết, biết sư phụ hắn là ai không? Bạn đang xem lục địa kiện tiên được thuyết minh tại kênh YouTube gì các phim?" Phi đại bảo lắc đầu, chưa từng nghe nói hắn có sư phụ gì, chỉ biết hắn ở Minh Nguyệt học viện học chút ít. "Chẳng lẽ ở Minh Nguyệt học viện?" lão già lầm bầm rơi vào trầm tư sao cha nuôi cảm thấy hứng thú với hắn như vậy Phi đại bảo dò hỏi lão già lạnh nhạt nói tùy tiện hỏi một chút mà thôi nói xong xoay người lại vốn cho rằng có cường giả gì xâm lấn bây giờ nếu như đã bài trừ uy hiếp hắn tự nhiên sẽ mặc kệ tục sự tùy tiện hỏi một chút Phi đại bảo tự nhiên không tin nhưng cha nuôi không nói hắn cũng không dám tiếp tục truy vấn tổ an đi xa lúc này mới buông lòng một hơi áo lót đã ướt đẫm đó là phản ứng thì đối mặt với cường giả ai vẫn là quá yếu. Lúc nào ta mới có thể ngôn xuất pháp tùy, gặp người nào đánh người đó đây. Tổ An trở lại phòng, phát hiện người đã đi, bất quá trong chăn có tờ giấy, phía trên viết hai chữ cảm ơn. Đồng thời trên tờ giấy còn lưu lại một số hôn. Cái yêu tinh này, thật là không buông tha bất kỳ cơ hội nào câu dẫn ta. Tổ An cười cười, bận bịu một đêm, hắn cũng có chút mệt, nằm ở trên giường, người mùi thơm cơ thể còn lưu lại trong chăn, dần dần tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm ngày thứ hai, Tổ An rời giường cáo biệt visa, vừa trở lại sở ra, mẹ lão đầu liền tìm tới cửa, nghe nói hôm qua ngươi đến visa. Đúng vậy, tổ an sững sờ, gia hỏa này cả ngày chân không bước ra khỏi nhà, nhưng vì sao tin tức linh thông như thế? Tìm được vật chưa? Ánh mắt của mẹ lão đầu lộ ra vẻ kích động. Tổ an mất tự nhiên lui về sau một bước, sao biểu lộ của gia hỏa này nhìn giống 3D như vậy? Ta đi tìm một vòng, kết quả đụng phải một cao thủ thần bí tu vi khủng bố, liền không dám hành động tiếp. Cao thủ, cao bao nhiêu? Mẹ lão đầu vội vàng hỏi. Cao bằng mấy tầng lầu? tổ an đại khái khoa tay, mễ lão đầu hắn áp chế hỏa khí, trầm giọng nói, người kia có bộ dáng gì? có chút gầy gò. tổ an đại khái hình dung ngoại hình của đối phương. sau khi nghe xong, sắc mặt của mễ lão đầu đại biến, trong nháy mắt bắt cánh tay của hắn lại. người có ở trước mặt hắn bày ra thân pháp không? có không. tổ an bị hắn nắm đến đau nhức, không có. hôm qua ta lấy cớ đưa vi tác say rượu về vi phủ, không cần thi triển thân pháp. lúc này mễ lão đầu mới buông lòng. vậy thì tốt, vậy thì tốt. nhớ về sau tuyệt đối không nên ở trước mặt người kia bại lộ thân pháp của mình càng không được nhắc tới bất luận tin tức gì có liên quan tới ta nếu không sẽ đưa tới họa sát thân vâng tổ an mờ mịt gật đầu nhưng trong lòng đang suy nghĩ xem ra người kia của visa muốn tìm hơn phân nửa chính là mễ lão đầu vậy mễ lão đầu muốn tìm đến tột cùng là cái gì đây hơn nữa mễ lão đầu đến cùng có lai lịch gì vì sao sợ hãi người kia như thế thời điểm mễ lão đầu quay người rời đi trong mắt lóe lên một tiếng ngoan lệ xem ra kế hoạch đoạt xá phải tiến hành sớm vừa vặn còn thiếu hai loại tài liệu sẽ hoàn thành. Sau khi mẹ lão đầu rời đi, Tổ An đang suy tư quan hệ vụng trộm của mấy người, mình phải ứng đối như thế nào. Bỗng nhiên một mùi thơm thanh nhã đánh tới, hắn nhìn lại, phát hiện Sở Sơ Nhan đang lạnh lùng đứng ở bên cạnh. "Lão bà, sao ngươi lại tới?" Tổ An vừa mừng vừa sợ, hiếm khi thấy được nàng qua phòng mình một lần. Sở Sơ Nhan quá xinh đẹp, mỗi ngày nhìn một cái, tâm tình cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. "Nghe nói hôm qua ngươi không về nhà." Ánh mắt Sở Sơ Nhan quét nhìn bốn phía, sau cùng rơi xuống y phục trên người hắn, dường như đang suy tư điều gì. Tổ an gật đầu, hôm qua Ung Nguyên Long mời khách, ta đưa Vi Tác uống sai về nhà, sau đó bị hắn nôn khắp người, Vi ra lưu lại tắm rửa thay quần áo, ta thấy sắc trời đã tối, về không an toàn, nên ngủ lại qua đêm. A, à, sở sơ nhan a à một tiếng, quay người rời đi. Đến từ sở sơ nhan, điểm nộ khí cộng 233. Tổ An có chút kỳ quái, vì sao nàng lại tức giận chứ? Phải biết trước đó nàng trên cơ bản rất ít cống hiến điểm nộ khí, coi như ngẫu nhiên có, nhiều lắm cũng chỉ hai chữ số, nhưng đoạn thời gian gần đây, tính khí tựa hồ lớn hơn rất nhiều. Bỗng nhiên trong lòng hắn hơi động, cười nói, lão bà, tối hôm qua ngươi sẽ không chờ ta một đêm đó chứ. Thân hình sở sơ nhan cứng đờ, khuôn mặt đỏ ửng, có điều nàng lập tức xỉ một tiếng, phi, tự mình đa tình. Sau khi nói xong liền lấy so tốc độ càng nhanh rời đi. Tổ an cười càng vui vẻ, bất quá nghĩ đến vì nhiệm vụ của mẹ lão đầu, kết quả từ bỏ ổ chăn thơm ngào ngạt của nương tử như hoa như ngọc cái hy sinh này quá lớn. Sau khi dùng điểm tâm, thành thủ bình lại tới dục Tổ An đi học, thân là thư đồng, đây là trách nhiệm của hắn. Tổ An phiền muộn, nghĩ thầm thời gian mỗi ngày đến trường thật đúng là phiền phức. Bây giờ ở trong học viện, đồ vật hắn có thể học được có hạn, dù sao hắn học mấy môn công pháp thần kỳ kia đều không phải thông qua học viện có thể tăng lên, có đi hay không đều không ảnh hưởng gì. Nhưng hết lần này tới lần khác còn có thân phận lão sư số học, học sinh ngẫu nhiên trốn học không phải đại sự gì, nhưng lão sư trốn dạy thì không còn gì để nói, đoạn thời gian trước hắn trốn tới nửa tháng nếu không phải quan hệ tốt với khương la phu chỉ sợ thân phận lão sư sớm đã bị khai trừ tìm cơ hội hỏi thăm mỹ nhân hiệu trưởng xem có thể giữ lại những đặc quyền kia của lão sư lại không cần thực hiện chức trách của lão sư hay không tổ an không ngừng suy tư vấn đề này hắn không cảm thấy loại yêu cầu này có gì quá phận dù sao xã hội phải dựa vào người lười mới có thể tiến bộ nha thối tỷ phu hôm qua lại bỏ ta đi chơi một mình sở hoàn chiêu đã trở ở cửa từ sớm nhìn thấy hắn liền thở phì phò nói đến từ sở hoàn chiêu điểm nộ khí cộng 23 cộng 23 cộng 23. Tổ An ngượng ngùng cười cười, bằng hữu mời ta uống rượu, ngươi không biết uống, ta thật dẫn ngươi đi, mẹ ngươi và tỷ tỷ của ngươi còn không nổ ra của ta. Vậy cũng không thể không nói một tiếng liền đi chứ. Hiện tại Sở Hoàn Chiêu còn nhớ hôm qua mình cao hứng bừng bừng chạy đi tìm Tổ An, nhưng thấy người nhanh đón lại là thành thủ đình. Được rồi, lần sau sẽ không như vậy nữa. Tổ An vội vàng đáp. Sở Hoàn Chiêu có chút nghi ngờ nhìn hắn, có phải hôm qua ta đánh vỡ gian tình của ngươi và Kỷ Tiểu Hy, ngươi mới cố ý trốn tránh ta không? Tổ an vội vàng che miệng nàng lại, nhìn bốn phía, thấy không có người chú ý mới buông lỏng ra, nhỏ giọng một chút, ngươi là nữ hải tử, há miệng gian tình ngậm miệng gian tình, thực là không có hình tượng thuộc nữ. Sở hoàn chiêu hử lạnh, ta đương nhiên không có nhu thuận yêu nhã như kỳ tiểu hy rồi. Cô nàng này còn thật không xong sao? Thấy nàng nâng đầu đến quay hàm mình, tổ an cảm thấy chơi vui, nhịn không được đưa tay xoa bóp. Sở hoàn chiêu đang muốn nói chuyện, bị hắn bóp như thế phốc một tiếng, lời nói hương sư vấn tội cũng toàn hóa thành từng trận nhẹn ngào vô ý nghĩa vội vàng đẩy tay trên mặt ra sở hoàn chưa đỏ mặt nguyết hán một cái thối tỷ phu tổ an phiền muộn mắng cũng mắng rồi nhưng điểm nộ khí đâu xem ra quan hệ quá thân cũng không tiện có phải cần treo ngược nàng ân đánh mông mới có thể thu được điểm nộ khí không sau lưng đám người tiêu thiện hòa phòng đại ngư chu lộ quân nghị luận cô ra tùy ý kề vai sát cánh với nhị tiểu thư còn ôm nhau thân mật có chút không tốt lắm à người biết cái gì nhị tiểu thư cũng không nói gì người gấp làm gì? ta còn không phải sợ bị phu nhân phát hiện sẽ trách phạt chúng ta. nghĩ đến tần vãn như bưu hãn và uy nghiêm, mấy người đều dùng mình. thành thủ bình chen vào, hắc hắc, các người không hiểu, ta nhìn điệu bộ này, cô già sớm muộn gì cũng sẽ cưới nhị tiểu thư, đến thời điểm đó phu nhân sẽ không trách tội được. mấy người bừng tỉnh đại ngộ, người nói có đạo lý. cô già quả nhiên là mẫu một của nam nhân, phải tìm cơ hội thỉnh giáo một chút. ta trong nhà chỉ có một bà nương cũng không giải quyết được. sau khi vào học viện bỗng nhiên sở hoàn chiêu ồ một tiếng tò mò chạy đến chỗ lỗ đức à chủ nhiệm con mắt của người làm sao vậy ngày bình thường lỗ đức luôn chú trọng dáng vẻ hôm nay mắt lại quần thâm phảng phất như bị người nào đánh có điều tu vi của hắn cao thâm ngày thường lại giữ như vậy ai dám đánh hắn lỗ đức mất tự nhiên che che mắt trái đêm qua rời giường không cẩn thận đụng vào tường ôi chao tường phải cứng rắn như thế nào mới có thể để lỗ chủ nhiệm đụng thành như vậy nha lúc này một thanh âm chưa thức truyền đến chỉ thấy bạch tố tố cười trên nỗi đau của người khác đi tới ai cần ngươi lo lão tử nhất thời chủ quan không được sao lỗ đức cùng hắn xưa nay không hợp trực tiếp mắng trở về bạch tố tố kiểu mị cười một tiếng ta không phải lo lắng cho đồng sự sao bất quá gần đây chủ nhiệm nên bồi bồ một chút không chỉ bị tường đụng bầm mắt hơn nữa nửa đêm rời giường chứng minh thận đang hư sau khi hắn nói xong lác lác dáng người xinh đẹp cười hì hì rời đi mình như đàn bà chít chít cũng không cảm thấy ngại nói người khác thận hư phi lỗ đức nhìn bóng lưng của đối phương chán ghét đến phun một ngụm nước miếng. Nhìn cái gì, còn không đi vào. Thấy đám học sinh vây xem, hắn không khỏi nổi giận, đêm qua cũng không biết người bị bệnh thần kinh từ chỗ nào đến, bỗng nhiên ra tay với hắn. Rõ ràng tu vi cao hơn hắn rất nhiều, nhưng từ đầu đến cuối không có hạ sát thủ, giống như mèo vờn chuột trêu đồ hắn, phảng phất như đang thử tham dò võ học của hắn. Nếu không phải hiểu rõ bạch tố tố, hắn còn tưởng người kia là bạch tố tố mời đến buồn nôn mình. Sở hoàn chiêu le lưỡi, vội vàng kéo tổ an vào trường học. Vào trường học, mỗi người trở về lớp của mình nhìn thấy tổ an vi tác biểu thị lòng biết ơn hôm qua uống đến say mềm còn làm phiền hán đưa mình về nhà tổ an tự nhiên biểu thị không có việc gì còn nói bóng nói gió hỏi thăm sự tình của cao thủ thần bí kia đáng tiếc tuy vi tác linh thông tin tức bát quái nhưng hết lần này tới lần khác lại không biết sự tình trong nhà tổ an lo lắng biểu hiện quá rõ ràng nên không dám tiếp tục nghe ngóng nữa tiếp xuống có một tiết toán vốn môn học này những gia hỏa ở thiên tự ban kia đều không cảm thấy hứng thú nhưng tạ đạo ẩn và trịnh đán chủ động chạy tới học để một đám nam sinh khác chen chúc tới sau khi tan học tổ an tìm tới hai nữ cười khổ nói hai vị tiểu thư về sau đừng đến tiết của ta được không tại sao vậy tạ đạo ẩn có chút không hiểu trịnh đán cũng nghi ngờ nhìn hắn tổ an thở dài ta lên lớp vốn có thể nằm chơi kết quả các ngươi mang một đống lớn người ngưỡng mộ tới làm hại ta chỉ có thể nghiêm túc lên lớp rất mệt mỏi nha tạ đạo ẩn trịnh đán tạ đạo ẩn nhịn không được cười cười người thật không giống người bình thường. Đó là đương nhiên, người bình thường có đẹp trai như ta sao? Tổ an đáp. Tạ đạo ẩn sửng sốt, phát hiện mình theo không kịp suy nghĩ của hắn. Trịnh đán nắm tay nàng rời đi, lặng lẽ nói, gia hỏa này đều có bệnh, đừng để hắn làm lây nhiễm. Thật sao, ta lại cảm thấy hắn có chút đặc biệt. Tạ đạo ẩn hé miệng cười một tiếng, nghĩ đến từ khúc xuất sắc trước đó, còn có tài văn chương tối hôm qua biểu hiện, nhịn không được quay đầu lướt hắn một cái, kết quả nhìn thấy hắn phất tay với mình, dọa đến vội vàng xoay đầu, Trái tim phanh phanh nhảy dồn dập. Nhãn Châu của Trịnh Đán xoay động, tiến đến bên tai nàng nhỏ giọng nói một câu. Tạ Đạo Ẩn gật đầu, "Vậy ngươi đi đi, ta trở về phòng học." Trịnh Đán giả vờ đi đến nhà vệ sinh, đợi thân ảnh của Tạ Đạo Ẩn biến mất ở hành lang, nàng lập tức chuyển biến phương hướng, đi đến trước mặt Tổ An. Tổ An sụ mặt hỏi, "Vị bạn học này, tìm ta có việc gì?" Trịnh Đán cũng thuộc rè, "Lão sư, vừa rồi trên lớp học có vài vấn đề ta chưa rõ, muốn thỉnh giáo lão sư một chút." Những học sinh khác nghe mà âm thầm bội phục nghĩ thầm trịnh đại tiểu thư thật rất hiếu học khó trách từ nhỏ đã ưu tú như vậy trịnh gia chủ kinh doanh nàng thích số học cũng không có khiến người ngoài ý muốn hai người một đường đi một đường giảng dài ngoại nhân nhìn giống như lão sư tận tụy và một học sinh hiếu học nhu thuận thời điểm hai người tới một lối rẽ rất ăn ý chuyển đến một nơi hẻo lánh sau đó trịnh đán trực tiếp bổ nhào vào trong ngực hắn hôn rất kịch liệt bàn tay hắn không chút thành thật luồn vào trong váy bóp lấy bờ mông căng tròn đầy đạn của nàng trịnh đán giật mình nói chàng điên sao bị người nhìn thấy là tiêu đời. Trịnh đán đẩy hắn ra, hôn một chút thì được, nhưng chuyện khác, nàng lo lắng bị người phát hiện. Hiện tại đang trong giờ học, sẽ không ai đi tới nơi này, hơn nữa lấy tu vi của chúng ta, có người tới gần còn không phát hiện sao. Tổ An vừa nói lại vừa sờ soạn nàng. Trịnh đán vừa thẹn vừa giận, nhưng cũng không được, lỡ đâu có ai đi ngang qua, bị người trông thấy, sẽ, sẽ. Cũng bởi vì như thế, mới càng lộ vẻ kích thích nha. Tổ An kéo nàng đi tới sau một thân cây. Yên tâm đi, hiện tại không có ai đến đâu, nhưng trịnh đán vẫn còn có chút lo lắng nhưng trong lòng lại kích thích không nhưng gì cả chúng ta làm chính sự đi tổ an kéo nàng dựa sát vào cây đại thụ sắc mặt của trịnh đán đỏ bừng làm sao không biết chính sự hắn ám chỉ là cái gì cắt một cái nói không nên cởi y phục như vậy nếu có người tới cũng kịp thời nàng ngừng không nói nữa xoay người lại nhẹ nhàng vén váy lên cao thanh âm có chút run rẩy nói chàng nhanh đi đán nhi thật ngoan trịnh đán vén váy lên cao cởi quần lót ra nơi thần bí hơi ướt át cái mông đầy đạn to tròn hai bắp đùi trắng nõn như ngọc thon dài lại thẳng tắp thật sự là một tác phẩm hoàn mỹ của tạo hóa bạn đang xem lục địa kiện tiên được thuyết minh tại kênh youtube di các phim tổ an cũng vội vàng lấy ra hung khí gây án nàng cúi người xuống một chút tổ an đứng ở phía sau cái mông hai tay ôm lấy bờ eo của nàng nhanh chóng xâm nhập vào nơi ẩm ướt nóng bỏng kia trịnh đán cảm giác hạ thân như bị vật gì đó ùi vào cự long dọc theo khe hở ướt át cả lên cạ xuống hai cánh hoa nhẹ nhàng bị tách ra trịnh đán cảm thấy thứ kia như muốn chen vào hạ thân của mình trong lòng kích thích không thôi trịnh đán nhúc ních cái mông trắng noãn chủ động dùng hạ thân qua lại ma sát lấy cự vật nóng hổi kia hai cánh hoa ướt át đã bị trường thương tách ra ừm chàng làm nhanh đi chứ không thời gian không kịp bây giờ vừa nói xong trịnh đán cảm giác hạ thể của mình hơi trầm xuống mật huyệt cảm nhận được cự vật nhồi vào hành lang mật huyệt co rút kịch liệt chăm chú bao lấy vật lạ kia a à, ui ừm ừm đán nhi cơ thể của nàng vẫn mê người như vậy, thật sảng khoái. En, hảo ca ca, ừm, chàng xấu xa. Ở phía xa, hai người không có chú ý tới trong bóng cây, một lão đầu sắc mặt cổ quái nói, cô gia của sở gia này thật có chút. Hắn cũng tìm không được từ chuẩn xác gì hình dung, hắn không có hứng thú với dạng sự tình này, thậm chí có thể nói chán ghét. Lắc đầu nhìn về phía học viện, trong miệng lầm bẩm, cái kế tiếp đi thử ai đây? Nếu như tổ an nhìn thấy hắn mà nói, hắn sẽ lập tức nhận ra, chính là cao thủ thần bí hôm qua ở visa nhìn thấy hôm qua lão giả từ trong miệng vi đại bảo nghe được tổ an ở minh nguyệt học viện học được không ít thứ liền đến bên này điều tra cái thứ nhất gặp nạn tự nhiên là lỗ đức có điều hắn thử nửa ngày đối phương lại không phải người mình cần tìm sau đó hắn bắt đầu tìm kiếm mục tiêu kế tiếp rất nhanh bạch tố tố ẻo là rơi vào tầm mắt không biết vì cái gì đời này hắn ghét nhất chính là những quái vật bất nam bất nữ kia sau đó hắn lặng lẽ đến ký túc xá của bạch tố tố trong học viện có không ít trạm gác công khai và trạm gác ngầm nhưng với hắn mà nói đều như không khí Tổ An không biết mình bị người để mắt tới, vẫn đang cùng trịnh đán chơi trò vận động kích thích kia. Cách một hồi, Tổ An đổi tư thế, nâng bắp đùi nàng lên, ôm cả người dán trên tường. Trịnh đán đỏ bừng cả khuôn mặt, vội vàng nói, nhanh đi, đợi lát nữa có người tới bây giờ. Tuy nơi này vắng vẻ, nhưng dù sao cũng là trong trường học, khó tránh khỏi có đồng học đi ngang qua tản bộ. Yên tâm, như vậy mới càng kích thích, đán nhi, phía dưới của nàng thật chặt. Bạch, 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 Tổ An ở bên tai nàng nào giọng nói, trong lòng trịnh đán xung động cắn mùa nị thanh nói chàng khốn kiếp làm mạnh như thế làm gì đau người ta ừm thời điểm trịnh đán trở lại phòng học tạ đạo ẩn có chút kỳ quái nhìn nàng sao sắc mặt ngươi đỏ như vậy thân thể có chỗ nào không thoải mái sao trịnh đán lắc đầu không có gì không chỉ không có không thoải mái tình huống thực tế hoàn toàn ngược lại nha sướng đến bây giờ còn có chút lâng lâng đây nàng bề ngoài dịu dàng phía dưới lại che giấu một trái tim thích mạo hiểm nhưng sự tình vừa rồi thực quá mạo hiểm rồi Toàn bộ quá trình trái tim nàng nhảy tới cổ họng, sợ có đồng học đi ngang qua, như thế danh tiếng của nàng sẽ hủy hết. Nhưng càng khẩn trương, ngược lại làm cho nàng càng kích thích, thân thể mẫn cảm hơn ngày bình thường rất nhiều, cao trừ liên tục đến, để thân thể giống như phi thăng. Nàng không còn cách nào bảo trì tư thế ngồi thẳng tắp đoan trang như ngày bình thường, cả người mềm mại đáng yêu gục xuống bàn, hiện tại nàng lười biếng đến không muốn động một ngón tay. Không ít nam đồng học cũng phát hiện nàng lúc này kiều diễm hơn ngày bình thường rất nhiều, từng cái vụng trộm đánh giá, nuốt nước miếng bất quá cũng chỉ thế thôi mọi người rõ ràng vị hôn phu của nàng là tướng quân phòng lũ doanh nhi tử của thái thú không có ai dám bất kính sợ đắc tội tăng gia thời điểm tan học trịnh đán ở cửa trường học lại đụng phải tổ an có điều nàng chỉ nhàn nhạt, nhạt cười một tiếng khẽ gật đầu tỏ ý ngoại nhân nhìn thấy song phương chỉ như sơ dao dù sao trịnh đán đối với người nào cũng ôn nhu lễ độ như vậy tổ an không thể không bội phục nữ nhân này là diễn viên trời sinh người trước người sau tương phản như vậy tỷ phu người đang suy nghĩ gì thế lại cười bỉ ổi như vậy sở hoàn chưa hứng thú bừng bừng chạy tới nhìn thấy hắn ở chỗ này chờ mình ánh mắt chớp chớp như chẳng lẫy liềm ta có cười sao tổ an sờ sờ gương mặt có phải quá đắc ý phong hình hay không hừ cười cực kỳ bỉ ổi bỗng nhiên sở hoàn chiêu ồ một tiếng sao ngươi lại đổi y phục há vừa rồi không cẩn thận làm bẩn ta liền đi túc xá đổi một bộ tổ an đáp nói đùa cái gì trước đó trên người nhiễm mùi nước hoa bị sở sơ nhan người được cùng một sai lầm hắn làm sao có thể tái phạm lần thứ hai a à, sở hoàn chiêu cũng không có hoài nghi lúc này bỗng nhiên tổ an chú ý tới kỳ tiểu hy ở cách đó không xa quả nhiên là nhu thuận đến làm cho lòng người sinh thương tiếc khó trách ra hỏa kỳ đang đầu kia lại biến thành sùng nữ của ma nếu ta có nữ nhi đáng yêu như vậy hơn phân nửa cũng sẽ giống như hắn này tiểu hy tổ an phất phất tay suy nghĩ có thể từ chỗ nào Mua chút linh dược chữa thương hay không tối hôm qua bùi miên bạn thụ thương cho hắn chút để tình hắn không thể cứ trông cậy vào từ hệ thống rút ra thuốc khôi phục trong nháy mắt vẫn phải chuẩn bị một số thuốc trợ thương toàn bộ minh nguyệt thành có nhà nào vượt qua kỳ ra ai biết kỳ tiểu hy nghe được thanh âm của hắn giống như thỏ con chấn kinh dù tăng tốc vội vàng rời đi ngay cả đầu cũng không quay lại tổ an tiểu chiêu ta lớn lên giống người xấu lắm sao hắn có chút khó chịu sở hoàn chiêu trên dưới giò xét hắn một phen sau đó gật đầu giống hơn nữa là loại cực kỳ xấu tổ an sở hoàn chiêu hừ lạnh ai bảo ngươi nhìn hết người ta còn sờ cả ngực nàng không né ngươi mới là lạ Trải qua hắn giải thích, lại thêm thái độ của Kỳ Tiểu Hy, nàng rốt cục tin tưởng sự tình lần trước chỉ là trùng hợp. Nhưng nghĩ đến tỷ phu và Kỳ Tiểu Hy không một sợi vải ôm nhau, nàng lại rất khó chịu, luôn cảm thấy giống như nhà mình tân tân khổ khổ trồng rau, bị sát ra hỏi vách hái sạch vậy. Tổ An lúng túng nói, nhỏ giọng một chút, nhỏ giọng một chút, sau đó quay đầu hung tợn chừng mấy tùy tùng, vừa rồi các ngươi nghe được cái gì? Đám người phong đại ngưu đang chấn kinh, cô ra lại nhìn hết Kỳ Tiểu Hy, còn sờ ngực, bây giờ thấy ánh mắt uy hiếp của hắn, lập tức lắc đầu, cái gì cũng không nghe được, cái gì cũng không nghe thấy. Thành thủ bình thì đần độn vuốt mông ngựa, cô ra thật lợi hại, thậm chí ngay cả kỳ. Hắn còn chưa nói xong đã bị bọn người tiêu thiện hòa che miệng, Gia hỏa này nghe lầm, nghe lầm. Ở chung lâu như vậy, cho dù là một cái quần lót cũng sẽ sinh ra cảm tình, bọn họ không nỡ nhìn thấy gia hỏa này bị đòn. Hứ, sở hoàn chiều thu hồi ánh mắt như muốn giết người, lôi kéo tổ an tiếp tục rời đi. Trở lại sở phủ, tổ an ngạc nhiên phát hiện nơi xa có chiếc xe ngựa quen thuộc rất nhanh một nha hoàn chạy tới tổ công tử tiểu thư nhà ta cho mời tiểu thư nhà ngươi là ai sở hoàn chiêu cảnh giác ngăn ở trước mặt tổ an cũng không biết làm sao hiện tại càng ngày càng nhiều nữ nhân chạy tới bên người tỷ phu lắc lư nha hoàn kia cười ngọt ngào tổ công tử đi liền biết phảng phất như phát giác được sở hoàn chiêu không vui nàng lại bổ sung một câu chỉ ở đằng kia tổ an vỗ vỗ đầu sở hoàn chiêu tiểu chiêu yên tâm đi ta đi qua xem một chút sở hoàn chiêu hậm hực hừ lạnh nàng cũng muốn đi theo nhưng nhà hoàn của người ta cản ở chỗ này nói rõ chỉ mời tổ an nàng còn không có mặt giày như vậy ta không chờ ngươi sở hoàn chiêu thị uy kêu một tiếng sau đó đi vào nhà bất quá đi đến cửa lớn nàng vẫn không nhịn được dừng bước tránh ở trong bóng tối len lén quan sát lại nói tổ an đi vào bên cạnh xe ngựa một đôi tay ôn nhu mở cửa xe a à, tổ mời vào tổ an mỉm cười sau khi lên xe nhìn nữ tử kiều diễm trước mắt sao hồng lệ không vào nhà chờ thu hồng lệ hé miệng cười duyên chỉ sợ người bên trong sẽ không quá hoan nghênh ta ta không muốn tự chuốc nhục nhã tổ an ngượng ngùng cười cười lần trước nàng đến sở ra chàng cảnh kia còn rõ mồn một trước mắt đúng rồi hôm nay ngươi đến tìm ta có việc gì không không có chuyện thì không thể tới tìm ngươi sao trong mắt thu hồng lệ lóe lên vẻ u oán tổ an không thể không cảm thán có lúc hắn cũng không phân rõ đối phương đến cùng là hư tình hay giả ý thu hồng lệ đưa qua một bộ y phục trình tề lần trước đa tạ y phục của ngươi đến nay còn chưa kịp trả hồng lệ quá khách khí một bộ y phục mà thôi, còn cần người chuyên môn đi một chuyến. Tuy tổ an nói như vậy, nhưng âm thầm suy nghĩ có nên mượn nàng một quyển sách không? Nói chuyện yêu đương không phải cứ mượn tới mượn lui. Cuối cùng tình cảm thâm hậu sao? Đúng rồi, lần trước trong quần áo còn có con ốc biển này. Thu hồng lệ lại từ bên cạnh lấy ra một con ốc biển tinh xảo. Phần này tựa hồ rất thú vị, có thể tặng cho ta hay không? Tổ an xấu hổ. Cái này, nếu là đồ vật của hắn, hắn khẳng định không chút do dự tặng. Nhưng đây là thương lưu ngư cho hắn mượn, còn chưa kịp trả làm sao có thể tặng người ta thu hồng lệ nhét ốc biển vào trong ngực hắn hé miệng cười duyên hắn là cô nương nào đó tặng ngươi yên tâm ta nói đùa mà thôi tổ an ngượng ngùng thu ốc biển lại hôm nào có cơ hội ta cho ngươi một nhạc cụ khác vậy ta nhớ kỹ thu hồng lệ cười cười bỗng nhiên nghiêm mặt nói lần này đến tìm ngươi còn có một chuyện quan trọng cần nói nhìn thấy thần sắc của nàng ngưng trọng tổ an khẽ giật mình chuyện gì thu hồng lệ do dự một chút mới nói a à, tổ chẳng lẽ ngươi thật sự định cả đời ở sở ra làm người ở giày sao tổ an cười ha hả, hả nói ta vô học bất thuật nghĩ đến đời này chỉ có thể ăn bám thu hồng lệ thở dài công tử đại tài như thế nào có không chịu nổi như mình nói hơn nữa thật muốn ăn bám dưới gầm trời này cũng không chỉ có sở ra tổ an nhịn không được cười còn có thể ăn bám ngay sao khuôn mặt thu hồng lệ lộ ra một tươi đỏ ửng chỉ cần ngươi muốn tùy thời hoan nghênh tổ an thở dài đáng tiếc ta rất tham thích ăn cơm trong nhà thu hồng lệ trợn mắt hốc mồm một lúc lâu sau mới cảm khái nói, có thể nói háo sắc thành tới mắt thoát tục như thế, trừ ngươi cũng không có mấy người. Tổ An nói, chủ yếu là ta thành thật, không giống những ngụy quân tử kia giả vờ giả vịt. Thu Hồng lệ hé miệng cười nói, được rồi, nói chính sự đi, gần đây ta được tình báo, sở ra sắp xong đời, làm bằng hữu, muốn nhắc nhở ngươi sớm ngày rời đi trước thuyền sắp đám kia. Trong lòng tổ An giật mình, có thể nói rõ ràng một chút không? Phải biết tuy bây giờ sở ra có chút khó khăn, nhưng dù sao cũng là công tức phủ, các phương diện còn có thể chống đỡ, thậm chí còn có không ít tư quân, hắn thực không thể tưởng tượng sự tình gì mới có thể để gia tộc như vậy hủy diệt. Thu Hồng Lệ lắc đầu, xin lỗi, ta không thể tiết lộ quá nhiều, chủ yếu là nề tình bằng hữu, mới cố ý tới nhắc nhở ngươi. Tổ An biết thân phận nàng thần bí, tự nhiên cũng không miễn cưỡng, tuy ta có nhiều thói hư tật xấu, lại không có bệnh vứt bỏ bằng hữu, sở ra đại nạn lâm đầu, ta làm sao có thể ở thời điểm này rời đi. Thu Hồng Lệ có chút không hiểu, nhưng theo ta biết sở ra đối đãi ngươi cũng không tốt nha. Tổ An mỉm cười, có người đối đãi ta không tốt tự nhiên cũng có người tốt với ta ta tự nhiên không thể cô phụ tấm lòng thành của các nàng nghĩ đến sở hoàn chiêu nghĩ đến sở sơ nhan trên mặt hắn toát ra ý cười ôn nhu thu hồng lệ trầm mặc thật lâu cuối cùng mở miệng tốt ta minh bạch xem ra ta không có cách nào khuyên ngươi quay đầu vậy chỉ có thể nói một câu trân trọng tổ an mỉm cười vậy trước đó sự tình ngươi nói làm tiểu thiếp của ta còn giữ lời không thu hồng lệ nghẹn họng nhìn chân chối không nghĩ tới da mặt của tên này dày như vậy có điều nàng lại không cảm thấy phản cảm không biết ma sư quỷ khiến như thế nào lại trả lời, lần sau gặp lại, nếu như ngươi còn bình an không có việc gì mà nói, tự nhiên là tính. Tổ an do hỏi, vậy lần sau gặp lại, chúng ta là bằng hữu hay địch nhân? Thu hồng lệ do dự một chút, tự nhiên là bằng hữu. Tổ an buông lòng một hơi, vậy thì không có vấn đề, bởi vì cái gọi là người tốt sống không lâu, tai họa di ngàn năm, loại bại hoại như ta, nhất định có thể sống đến lúc nạp ngươi làm thiếp. Ngươi thật là... Thu hồng lệ khẽ gắt một câu, bất quá lại không hề tức giận. Tốt chờ mong lần sau chúng ta gặp nhau. đợi xe ngựa của nàng đi qua, tổ an đứng tại chỗ rơi vào trầm tư, suy tư những tin tức mà vừa rồi đối phương để lộ ra. người ta đã đi, còn nhìn cái gì? sở hoàn chưa đi đến phía sau hắn, bất mãn nói. tổ an trầm giọng nói, đi, đi tìm tỷ tì tỷ tì của ngươi. thấy thần sắc của hắn trịnh trọng, sở hoàn chưa không dám thất lễ, vội vàng đi theo sau lưng hắn. sau khi nghe hắn nói, sở sơ nhan hơi nghi hoặc. bạn đang xem lục địa kiện tiên được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim. nguy cơ hiện tại sở ra hẳn rất tốt nha trước đó cự kình bang bị xử lý sạch bây giờ mối lậu trên thị trường giảm mạnh sở ra bắt đầu khôi phục sẽ chỉ càng ngày càng tốt mới phải tóm lại vẫn cẩn thận là hơn tổ an không muốn bán thu hồng lệ dù sao người ta hảo ý đến nhắc nhở người quay đầu khai nàng ra thì quá không tử tế yên tâm chúng ta sẽ cẩn thận sở sơ nhan mỉm cười giống như trăm hoa đua nở sở hoàn chưa nhịn không được ôm lấy vai nàng tỉ tỉ ta phát hiện trong khoảng thời gian này ngươi cười nhiều hơn trước kia mấy trăm lần thật sao sờ sơ nhan sờ sờ khuôn mặt vô ý thức liếc nhìn tổ an một chút thấy đối phương đang nhìn mình sắc mặt nàng hơi đỏ lên thời điểm trở lại phòng mình mễ lão đầu đã trở ở nơi đó tổ an vội vàng nói ngươi nói cái hộp gì kia lần sau ta lại tìm cơ hội đi visa hắn còn chưa nói xong đã bị đánh gãy mễ lão đầu cười hắc hắc nói không cần về sau ngươi tạm thời không nên đi visa không cần tổ an sững sờ chẳng lẽ tiền bối đã tìm được này thì không có chỉ bất quá ta đã có biện pháp về sau chính ta đi tìm. Mễ lão đầu nhìn Tổ An nói. Thần sắc của Tổ An cổ quái, nghĩ thầm ngươi đã có biện pháp, vậy sao trước đó còn để cho ta đi tìm. Hơn nữa ánh mắt ra hỏa này nhìn ta, sao kỳ quái như thế nhỉ. Phẳng phất như mãnh thú đang nhìn con mồi, đầu bếp đang nhìn nguyên liệu nấu ăn. Tổ An nổi da gà, nghĩ thầm ra hỏa này sẽ không ăn người chứ. Lúc này mễ lão đầu đứng dậy rời đi, không có việc khác, chỉ tới nhắc nhở ngươi, gần đây không nên tới visa mạo hiểm, mặt khác ngày bình thường chú ý an toàn. Chú ý an toàn, trong lúc nhất thời tổ an chưa tỉnh hồn lại sa hỏa này lúc thì hung thần ác sát lúc thì quan tâm hắn làm hắn có chút mơ hồ có điều giờ phút này hắn không có tâm tư quản những thứ kia chờ sau khi màn đêm buông xuống hắn lặng lẽ đi về phía thanh âm các có minh kính phi đài bây giờ hành động trong phủ càng như cá gặp nước đến bên ngoài thanh âm các nhẹ nhàng đẩy cửa sổ không đóng trong lòng của hắn càng cao hứng sở sơ nha an khẩn trương nhìn chăm chằm bên này đợi thấy rõ là hắn mới buông lòng một hơi sao ngươi lại tới Tổ An nghĩ thầm ngươi không phải biết rõ còn cố hỏi sao, cố ý để cửa cho ta, còn giả vờ hỏi. Có điều hắn biết sở sơ nhan ra mặt mỏng, nên không có vạch trần, đương nhiên là những ngươi. Nói xong trực tiếp ôm lấy thân thể mềm mại kia. Cảm nhận được bàn tay của hắn luồng vào trong áo ngủ xoa nắn lấy bầu vú căng tròn co giãn kia của mình, sở sơ nhan hơi đỏ mặt, từ bên cạnh lấy ra một cái chìa khóa đưa cho hắn. Cái chìa khóa này ngươi mang theo, như vậy cấm chế của thanh âm các sẽ vô hiệu với ngươi. Tổ An vui vẻ, xem ra lão bà thẹn thùng này đã triệt để tiếp nhận hắn rồi trong lúc kích thích lực đạo nán bóp trên tay càng mạnh hơn để bầu vú to tròn mịn màng kia không ngừng biến thành đủ loại hình dạng ừm sở sơ nhan nhịn không được rên gì một tiếng nhưng ta cảm thấy từ cửa sổ tiến vào càng thú vị tổ an tiến đến bên tai nàng nhẹ giọng nói sở sơ nhan sợ nhột hơi co lại phía sau thế nhưng ta không thích loại cảm giác kia luôn cảm thấy giống như tại làm chuyện xấu xa gì hơn nữa mỗi lần mở cửa sổ ta đều nơm nớp lo sợ vạn nhất là người khác tiến đến thì làm sao bây giờ tổ an nghĩ cũng phải vẫn là lão bà thận trọng đến lão công hơn một cái chán ghét sở sơ nhan khẽ gắt một cái nhưng hai tay lại vô ý thức ôm lấy nam nhân đang sờ soạn mình kia cảm nhận được gia nhân động tình toàn thân tổ an như muốn nổ tung cùng với trịnh đán càng nhiều là truy cầu một loại kích thích nhưng cùng với sở sơ nhan trong lòng của hắn lại tràn ngập thương tiếc động tác càng nhu hòa và quan tâm quả nhiên lão bà của người khác dùng không sợ hỏng nha lão bà nàng thật thơm. Tổ An nói xong, le lưỡi xuống liếm vòng quanh trên cổ nàng. Cả người sở sơ nhan run lên, chàng, thật đáng ghét. Dưới hạ thể của sở sơ nhan đã tràn lan mật dịch, làm cho Tổ An dục hỏa đốt người. Trong gian phòng lập tức bị thanh âm hưng phấn của nam nhân và nữ nhân bao phủ, đầu lưỡi của Tổ An vẫn còn tiếp tục quấn lấy cái lưỡi nhỏ của nàng. Sở sơ nhan cảm thấy cái lưỡi của mình sắp bị Tổ An mút đến chết lặng. Tổ An biết sở sơ nhan đã rất động tình, nhanh chóng cởi những thứ vướng bận còn lại ra, thần trí của sở sơ nhan bắt đầu mơ hồ lúc này hắn một bên liếm bầu nhũ hoa của nàng một bên đưa tay truyền vào nơi thần thánh nhất chỗ đó ướt át mật dịch không ngừng từ trong cơ thể chảy ra ừm um, ta muốn ừm um. sờ sơ nhan thất thần kêu lên nàng không biết mình muốn nói cái gì chỉ biết tổ an đã làm cho nàng mê muội một loại khát vọng bức thiết muốn lấp đầy khoảng trống dục niệm càng ngày càng mãnh liệt âm thanh kiểu mị từ trong cái miệng nhỏ của nàng phát ra tổ an biết u cốc của nàng đã không cách nào chờ đợi được nữa hơn nữa hắn cũng không thể chờ đợi thêm vội vàng cởi quần áo hắn nhu tình nhìn sở sơ nhan đang xấu hổ đóng chặt đôi mắt hai tay tách hai chân của sở sơ nhan ra nơi thần bí kiểu nội lập tức hiện ra rõ ràng ở trước mắt bàn tay của tổ an vạch hai cánh hoa mềm mại mùi hương đặc trưng của thiếu nữ tràn ngập hắn nhẹ nhàng đưa trường thương vào vị trí thân thể yêu kiểu của sở sơ nhan run rẩy chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón thời khắc kỳ diệu kia tổ an đẩy tới một cái trường thương cứng rắn đẩy hai cánh hoa đầy đạn của sở sơ nhan ra quy đầu cắm sâu vào trong u cốc ấm áp như xuân vô cùng ẩm ướt à, đôi tay ngọc của sở sơ nhan ôm lấy cổ hắn khi trường thương hoàn toàn nhét hết vào trong cơ thể cảm giác phong phú tràn đầy làm cho nàng rên rỉ đôi mi thanh tú nhíu lại toàn thân run rẩy lợi hại Phách u cốc không ngừng vây quanh siết chặt tổ an bắt đầu chậm rãi hoạt động tận tình hưởng thụ lấy thân thể ôn nhu của thê tử theo động tác chậm chạp lại mạnh mẽ của hắn khoái cảm giao hoan giống như thủy triều trùng kích tâm trí nàng làm nàng rơi vào bề dục mà tổ an mở ra u cốc bắt đầu tết ra vô số mật dịch tiếng rên kiều mị không ngừng tổ an tăng thêm tốc độ đồng thời cúi xuống hé miệng ngậm lấy đầu nhũ hoa đỏ hồng săn cứng, mùi hương thiếu nữ thấm vào ruột gan càng thêm kích thích dục vọng của hắn. À, ừm, ừm, sở sơ nhan chủ động phối hợp, cả hai bày ra mọi loại tư thế giao hoan, cực kỳ kích thích. À, thiếp thoải mái quá. À, cũng không biết qua bao lâu, bỗng nhiên tổ an cứng đờ, đôi mắt to ngập nước của sở sơ nhan nhìn hắn ôn nhu nói không sao. Nhưng bây giờ ngươi còn lo liệu gia nghiệp của sở ra, nếu mang thai mà nói chỉ sợ hành sự không tiện. Tổ An cũng không phải loại muốn dùng hài từ áp đặt đối phương. Sở sơ nha lắc đầu, mặt đỏ bừng, không sao, sau khi xong việc, ta có thể dùng nguyên lực bước ra. Tổ An chỗ nào còn nhịn được. Sở sơ nhan điên cuồng phát ra tiếng rên rỉ, cái mông hãy hãy lên, đón nhận từng làn dương tinh bắn vào sâu trong cơ thể, loại cảm giác nóng rực kia làm cho nàng tiết thăng lần nữa. Ngày thứ hai đến Minh Nguyệt học viện, Tổ An và Sở Hoàn chịu nhạy bén phát hiện ánh mắt của Bạch Tố Tố cũng sưng một vòng, không giống lỗ đức, hai con mắt của hắn sưng rất to, Lỗ Đức nhịn không được cười trên nỗi đau của người khác. Ôi chao, đây không phải Bạch lão sư của chúng ta sao? Mắt đi tiểu đêm đụng tường hả? Còn thoáng cái đụng hai con mắt. Ta nhổ vào, họ lỗ. Có phải là ngươi ghi hận trong lòng, cố ý trả thù ta hay không? Bạch Tố Tố xoắn tay áo, tức giận đến toàn thân phát run. Đừng ngậm máu phun người, ngươi biến thành bộ dạng này liên quan quái gì ta? Lỗ Đức chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, phiền muộn hôm qua quét sạch sành xanh, trong miệng khẽ hát, nghênh ngang vào trường học. Tiếp xuống một đoạn thời gian. Mỗi ngày đều có lão sư trên người mang một ít thương tổn, làm cho trường học lòng người bàng hoàng, nghĩ thầm có phải xuất hiện oán quỷ hay không. Một ngày này buổi tối, Khương La phu từ trong văn phòng trở về túc xá, đi ở trong rừng rậm, hai cặp đùi đẹp ở dưới ánh đèn chiếu rọi, tản ra mê người lộng lẫy, không biết là tất chân phản quang hay là màu sắc da thịt. Bỗng nhiên nàng nhướng mày dừng bước lại, trong khoảng thời gian này trường học xảy ra các loại quái sự, chắc hẳn là kiệt tác của các hạ. Quả nhiên không hổ là hiệu trưởng của Minh Nguyệt học viện, ta xấu đã rất cẩn thận không nghĩ tới vẫn bị phát hiện. Thanh âm già nua vang lên, một bóng người gầy còm từ sau lưng đại thụ chậm rãi đi tới. Hắn mặc y phục dạ hành, toàn thân bao phủ cực kỳ chặt chẽ, ngay cả đầu cũng che kín, chỉ lộ ra hai con mắt, không cách nào thông qua thêm thể đặc thù đến phỏng đoán thân phận của đối phương. Khương La Phu lạnh lùng nhìn hắn, người đến cùng là ai, tại sao lại nhằm vào lão sư của trường học chúng ta? Còn tưởng hiệu trưởng là một nhân vật, không nghĩ tới vẫn ngu xuẩn như vậy, biết rõ ta sẽ không trả lời, còn hỏi loại vấn đề này. Người áo đen thở dài một hơi, Khương La Phu gật đầu, không sai, là ta hồ đồ. Nàng nói xong nhẹ nhàng hái châm cài tóc xuống, búi tóc vốn cuộn lại trong nháy mắt trượt dài, giống như thác nước. Người áo đen nhìn đến ngẩn ngơ, mặc dù xưa nay hắn không thích nữ nhân, nhưng cũng không thể không thừa nhận nữ nhân trước mắt này rất đẹp, phối hợp đôi chân dài ngạo nhân kia, tổng thể khí tràng và khí chất, cho dù là những vi tần trong cung kia cũng không bằng được. Thấy hắn thất thần, Khương la phu động, mũi chân điểm một chút, cả người giống như tia chớp, ngọc châm trong tay đã đâm đến người áo đen trước mắt nàng đã rất nhiều năm không có toàn lực xuất thủ, nhưng người này cho nàng áp lực quá lớn, để nàng không dám có giữ lại chút nào. Ngọc Trâm cách mi tâm của người áo đen bất quá hai thốn, đáng tiếc lại không cách nào tiến lên. Bởi vì hai ngón tay của người áo đen đã nhẹ nhàng kẹp lấy Ngọc Trâm, sau đó ngón tay búng một cái. Một cỗ lực lượng cường đại tuôn qua, Khương La Phu xém chút bắt không được Ngọc Trâm trong tay, có điều nàng phản ứng cũng nhanh, trực tiếp buông tay, sau đó cổ tay vung lên, Ngọc Trâm nhanh chóng biến thành hình xoắn ốc xoay tròn xoay tròn sinh ra phản lực cường đại đột phá lực lượng của người áo đen dù sao hắn cũng không cầm nổi chỉ có thể buông ra khương la phu thuận thế xoay người đôi chân ngài bình thường để vi tác thèm chảy nước miếng lúc này lại trở thành vũ khí nguy hiểm chí mạng nhất hai đôi chân dài giống như dao long ra biển trong nháy mắt đá ra hơn 10 chiêu người áo đen dùng cả tay chân mới ngăn được công kích hòa mắt kia đợi thời điểm hắn muốn phản kích khương la phu sớm đã thuận thế lui về sau mấy trượng vẻ mặt ngương trọng nhìn hắn tuổi còn trẻ lại có tu vi như vậy thật khiến người ta sợ hãi thán phục. Người áo đen trước một giây còn như tiền bối thưởng thức hậu bối, nhưng một giây sau đã động. Động tác của hắn cũng không nhanh, chỉ ít nhìn bằng mắt thường hắn như lão nhân già trên 80 tuổi đi đường, nhưng sau lưng lại hình thành một chuỗi tàn ảnh. Khương La Phu biết cái kia là vì tốc độ của đối phương quá nhanh, cho nên quang ảnh xung quanh sinh ra vạn vẹo, Ngọc Trâm bay ở giữa không trung, tay xoẹt qua, Ngọc Trâm biến thành 9 cây châm hình dáng khác nhau. Sau đó ngón tay Ngọc êm ái gảy lên đôi chín cây châm. Những cây châm kia giống như mũi tên, bắn nhanh về phía người áo đen. Mỗi cây châm bởi vì thuộc tính khác biệt, mà sát với không khí sinh ra quang mang đủ mọi màu sắc khác nhau, phát ra tiếng rít đánh nhọn, giống như chín thanh phi kiếm. Có chút ý tứ. Ngón tay của người áo đen gầy liên tục, chấn bay cây châm từ bốn phương tám hướng lao tới. Nhìn nhẹ nhàng thoải mái, nhưng tốc độ đi tới bất chi bất giác chậm lại. Khương La Phu lại không có chút cao hứng, bởi vì theo đối phương tới gần, nàng cảm thấy áp lực càng lúc càng lớn. Trò chơi kết thúc, vĩ nhân chân dài. Người áo đen nói một nửa, bỗng nhiên ho khan kịch liệt, hắn biến sắc, mũi chân điểm một cái, thân hình sông thẳng lên trời, sau đó như không chung có một cầu thang, mấy bước sau đã biến mất ở trong đêm tối. khương la phu thu lục là cầm ra một nửa trở lại, nhìn phương hướng đối phương biến mất, thần sắc có chút ngưng trọng. đến cùng là cử phẩm hai tông sư, cử phẩm và tông sư đều có thể phi hành, khác nhau ở chỗ cái trước không thể dài lâu. vừa rồi người kia xuất thủ tựa hồ có giữ lại, nàng cũng rất khó phán định tu vi thật sự của đối phương đến cùng là gì. lại nói người áo đen sau khi rời minh nguyệt học viện ở một nơi hẻo lánh ho khan kịch liệt kéo mặt nạ xuống lấy một khăn tay che miệng ho nửa ngày mới ngừng lại nhìn vết máu đỏ sậm trên khăn tay người áo đen lầm bầm đại nạn sắp tới đại nạn sắp tới tiểu anh tử ngươi đến cùng giấu ở nơi nào nếu như tổ an ở chỗ này tất nhiên sẽ nhận ra hắn là cao thủ thần bí của visa đồng thời cũng minh bạch vì sao trong khoảng thời gian này những lão sư kia cả đám đều mặt mũi bầm dập hiển nhiên là hắn đang thử thăm dò tu vi của từng người hơn nữa rất dễ dàng đoán được chỉ sợ đối phương là nhầm vào mình. Đáng tiếc hắn hoàn toàn không biết gì cả, tiếp xuống mấy ngày sinh hoạt cực kỳ thoải mái. Ban ngày ở học viện, tìm nơi vắng vẻ hẻo lánh cùng Trịnh Đán ân ái mạn nồng, buổi tối thì ở thanh âm các cùng sở sơ nhan lan giường, không có tư thế nào mà không thử, còn mãnh liệt yêu cầu hắn phải bắn vào trong. Sở sơ nhan đã từ mới đầu ngượng ngùng rụt rè biến thành thản nhiên phối hợp, thậm chí ngành đón hắn. Một ngày sau khi tan học, bỗng nhiên sở hoàn chiêu nhìn chăm chăm tổ an, trái xem phải xem, thậm chí còn thỉnh thoảng lượn quanh hắn đổi tới đổi lui. Thế nào, trên mặt ta có hoa sao? Tổ An không hiểu sờ sờ gương mặt. Tỷ phu, ta cảm giác trong khoảng thời gian này ngươi tựa hồ tiểu tụy hơn rất nhiều. Sở Hoàn chưa nhịn không được nói. Tổ An Không thể không nói sở sơ nhan và trịnh đán đều trời sinh mị cốt, dù hắn được hồng mông nguyên thủy kinh rèn luyện thân thể cũng có chút gánh không được. Chẳng lẽ việc học quá mệt mỏi, vừa làm học sinh, vừa phải làm lão sư, không bằng đi nói với hiệu trưởng một tiếng, cho người giảm bớt tiết học sở hoàn chiêu đau lòng nói tổ an cười ngượng nói yên tâm đi ta tự có chừng mực không bằng đi tìm kỳ tiểu hy mua thuốc bồi bổ nàng không để ý tới người mà nói ta đi tìm nàng sở hoàn chiêu nói ta tự mình tới chỗ kỳ thần y ha ha ngươi đi về trước đi tổ an nói hết lời mới khuyên được sở hoàn chiêu về nhà trước nếu đi cùng hắn đến kỳ gia biết nguyên nhân hắn tiểu tụy còn không trở mặt tại chỗ hắn đi kỳ gia tự nhiên không phải mua thuốc bổ gì mà là muốn chuẩn bị một ít thuốc trợ thương công pháp của hắn đã định trước trọng thương là chuyện thường ngày, lại thêm giáo huấn mấy lần trước, biết rõ trên người chuẩn bị đủ thuốc là trọng yếu cỡ nào. Một đường đi vào kỳ ra, trước cửa vẫn đông như chảy hội. Bất quá tổ An cũng coi như người quen, xe nhẹ đường quen tiến vào hậu viện. Nói thật hắn không muốn đến tìm lão sắc côn kỳ đăng đồ kia, dù sao lần trước hố hắn một lần, về sau lại làm ra chuyện kia với kỳ tiểu hy, khó tránh khỏi gặp mặt sẽ bị hắn lột một lớp ra. Bạn đang xem lục địa kiện tiên được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim bất quá trong khoảng thời gian này kỳ tiểu hy một mực không để ý hắn để hắn muốn mua thuốc cũng mua không được chữ thể tìm kỳ đăng đồ vừa vào trong bỗng nhiên đụng phải khương la phu đi ra đối phương không khỏi sững sờ sao ngươi tới nơi này ta đến mua chút thuốc nơi này thấy được nàng tổ an cũng không ngạc nhiên dù sao nàng là em vợ của kỳ đăng đồ hắn nghĩ thầm sớm biết như thế vừa rồi nên đi nhanh trực tiếp đụng vào trong ngực của nàng khương la phu a à một tiếng tiếp tục cao lạnh đi ra ngoài đi một nửa bỗng nhiên quay đầu đúng rồi trong khoảng thời gian này ở học viện cẩn thận một chút. Vì sao? Tổ an mộng bức, sao cảm giác giống như nàng đang cảnh cáo đánh mình thế nhỉ? Không phải sự tình của mình và trịnh đán bị nàng phát hiện đó chứ. Gần đây trong học viện xuất hiện một cao thủ thần bí, tuy trước mắt không biết mục đích của hắn, nhưng trung quy là kẻ đến không thiện. Khương La Phu nghĩ đến trận chiến đêm đó liền nhíu mày. Tổ an buông lòng một hơi, chỉ cần không phải sự tình cùng trịnh đán bị phát hiện là được. Khương La Phu nói xong, thì tâm sự nàng nề rời đi. Vừa vạn kỳ tiểu hy bưng một khay dược tài đi ra, hai mắt tổ an tỏa sáng vội vàng nhanh đón ai biết kỳ tiểu huy như nhìn thấy quỷ xoay người bỏ chạy tổ an đang muốn đi truy bỗng nhiên kỳ đăng đồ đã thần sắc bất thiện ngăn ở trước mặt hắn số tiểu tử có phải ngươi khi dễ tiểu huy nhà ta hay không nhìn hai mắt đối phương bốc lên sát khí tổ an giật mình vội vàng khoát tay nói không có không có thật không có nói đùa cái gì nếu thật để hắn biết mình nhìn hết nữ nhi của hắn thậm chí còn sở vú hắn không giết chết mình mới lạ vậy tại sao tiểu hy nhìn thấy ngươi liền bỏ chạy kỳ đăng đồ cười lạnh ánh mắt của tổ an xoay động vội vàng nghĩ ra lý do có lẽ bởi vì mỹ lực của ta quá lớn thiếu nữ hoài xuân không có ý tứ thẹn thùng cũng bình thường nha kỳ đăng đồ nhảy dựng lên người nói nữ nhi của ta sẽ coi trọng ngươi đến từ kỳ đăng đồ điểm nộ khí cộng 444. tổ an vội vàng đổi dòng ta không phải ý tứ kia ta nói tiểu hi ô nhu thiện lương tính cách mềm yếu nhìn thấy người khác phái không được tự nhiên cũng rất bình thường lúc này kỳ đăng đồ mới thoải mái bất quá vẫn có chút hồ nghi nhưng ta nhớ trước kia quan hệ của các người rất tốt nha. Tiên bối nên biết tâm tư thiếu nữ là khó lường nhất, ai cũng không biết các nàng đang suy nghĩ cái gì nha. Tổ an nói, kỳ đang đồ hồi tưởng trong khoảng thời gian này nữ nhi cổ cổ quái quái, hỏi nàng cái gì cũng không nói, hơn nữa ngẫu nhiên còn giận dỗi, không khỏi tán thành gật đầu, cũng có mấy phần đạo lý. Có điều rất nhanh hắn nhớ tới chuyện khác, hừ hừ, sự tình tiểu hy tạm thời buông thang ngươi, nhưng lần trước ngươi cho ta cái rác rời gì vậy hả? Đến từ kỳ đăng đồ, điểm nộ khí cộng 666. Tổ An cười xấu hổ, như thế nào? Vì sao những hồng nhan chi kỳ kia của nam chính đều bị? Kỳ đăng đồ nổi giận đùng đùng nói, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, trô dạ nhìn sau lưng, thấy nữ nhi không có mặt, mới hạ giọng nói. Vì sao đều bị nhân vật phản diện ô nhục? Nghĩ đến việc này hắn cực kỳ tức giận, trước đó hứng thú bừng bừng tìm một buổi tối yên tĩnh, sau đó đóng kỹ cửa, kéo màn lên, lén lút đọc truyện. Với đầu còn bình thường, kết quả càng xem càng không đúng. Sao nữ chính lại bị nhân vật phản diện bắt? vốn cho rằng nam chính sẽ như thần binh từ trên trời rơi xuống vào lúc mấu chốt nhất xuất hiện ngăn cản kết quả thẳng đến nhân vật phản diện ở trên người nữ chính phát tiết nhiều lần hắn cũng không đến đến từ kỳ đăng đồ điểm nộ khí cộng 696. hắn nhất thời có một loại cảm giác mình bị cắm sừng sau đó sắc mặt khó chịu nhìn tổ an thần sắc tổ an cổ quái gia hỏa này còn đang suy nghĩ việc kia cái này ngươi không thể thay nhập nam chính nha tổ an chỉ điểm không thay vào nam chính thì thay vào ai kỳ đăng đồ mộng bức ngươi có thể thay vào tóc vàng À không, thay vào những nhân vật phản diện ô nhục nữ chính kia, thậm chí có thể thay vào bản thân nữ chính. Tổ An chia sẻ kinh nghiệm trên diễn đàn kiếp trước cho hắn biết. Nhân vật phản diện, nữ chính. Sắc mặt của kỳ đăng đồ khó coi. Làm sao thay vào? Nghĩ đến lúc trước xem bộ chuyện này, làm hắn héo nửa tháng, hiện tại hồi tưởng lại hắn còn có bóng ma tâm lý. Đến từ kỳ đăng đồ, điểm nộ khí cộng 999. Cảm nhận được hắn oán nghiệm, tổ An thử thăm dò, có cần đổi quyền khác không? Kỳ đăng đồ phủ quyết, không được chính là cố sự này, ta nhất định phải nhìn thấy kết cục. Tổ An Gia hỏa này là ngược đãi cùng nhà, rõ ràng xem không thoải mái, còn muốn xem cho hết. Kỳ đăng đồ uy hiếp nói, nhanh viết phần sau cho ta xem, đằng sau ngươi nhất định phải viết nhân vật chính nghịch tập, nhất định phải thuần ái, không cho phép lại có tình tiết như thế phát sinh. Tổ An bất đắc dĩ, đã nói bao nhiêu lần, thứ này không phải do ta viết, ta chỉ ghi chép mà thôi. Ta mặc kệ, nếu để ta nhìn thấy tình tiết như vậy phát sinh, ta sẽ đánh ngươi kỳ đăng đồ thờ phì phò nói đến từ kỳ đăng đồ điểm nộ khí cộng 200. ách ta sẽ tận lực Tổ an nghĩ thầm ta cũng không có thời gian biên câu chuyện mới cho ngươi cứ dựa theo kịch bản cũ thích thì xem không thích cốt dù sao lần này đến mua thuốc về sau sẽ không thường đến ngươi muốn đánh cũng không có cơ hội lúc này kỳ đăng đồ mới hài lòng gật đầu này mới đúng nha hôm nay ngươi tìm ta làm gì nói đến chính sự tổ an nhất thời lên tinh thần muốn mua chút thuốc kỳ đăng đồ tỉ mỉ quan sát hắn một chút sau đó gật đầu, không sai, hào tổn quá độ, nên bồi bổ bồ một chút. Tổ An. Kỳ đang đồ sở dâu, có chút bắt quái nói, nha đầu sở da kia ngày bình thường lãnh lãnh đạm đạm, nhìn như thanh tâm quả dục, không nghĩ tới nhu cầu lớn như vậy. Tổ An. Dừng lại dừng lại, ta tới tìm ngươi là muốn mua thuốc chữa thương. Gia hỏa này nói cái gì đấy, nếu để cho sở sơ nhan biết, còn không phải xấu hổ chết, hơn nữa lan truyền ra, ta không muốn mặt mũi sao? Thuốc chị thương, nghe vậy kỳ đăng đồ không còn hứng thú tiện tay chỉ chỉ bên kia mười lượng bạc một bình chính người chọn đi tổ an đi qua thử xem bất mãn nói mặt hàng bình thường ta cần là cao cấp nhất là thứ ngươi thường cho tiểu hy lần trước ở trong bí cảnh ta thử qua hiệu quả cũng không tệ lắm mẹ nó khó trách đều nói sinh nữ nhi đều là hàng kém chất lượng kỳ đăng đồ hùng hùng hổ hổ từ trong ngăn tủ lấy ra một cái bình xứ ngọc tùy hoàn hồn đan mặc kệ thương tổn nặng bao nhiêu chỉ cần còn thở cơ bản đều có thể cứu sống đương nhiên nếu ngươi chọc phải ra hỏa quá lợi hại thuốc này cũng chưa chắc hữu hiệu một viên năm ngàn lượng nể tình ngươi viết chuyện cho lão tử xe mới giảm giá đổi thành người khác ít nhất cũng phải mười ngàn năm ngàn lượng tổ an kinh ngạc vậy lần trước mình ở trong bí cảnh ăn bao nhiêu bạc hư chê đắt thì đừng mua kỳ đang đồ nữa nằm trên ghế mua bộ có thích mua hay không thì tùy tổ an mỉm cười thuốc có thể cứu mạng sao có thể chê mắc chứ còn bao nhiêu ta mua hết trong bình chỉ mười viên cảm giác tương lai chưa hẳn đủ ta xém chút quên người là cháu nhà giàu kỳ đăng đồ hơi lạnh thuốc này rất khó luyện chế dược liệu cần thiết lại chân quý còn lại phải lưu cho tiểu hy nhà chúng ta phòng thân không bán nghe nói lưu cho kỳ tiểu hy tổ an tự nhiên không có ý tứ mở miệng nghĩ thầm thật là một sủng nữ cuồng mà, tùy thời tùy chỗ đều nghĩ đến nữ nhi của mình vậy mua chút thuốc trị thương bình thường đi công pháp của hắn khẳng định sẽ rất hay thụ thương cũng chưa chắc mỗi lần đều cần dùng thuốc chân quý như thế tiểu hy đi ra bán thuốc cho tổ an kỳ đang đồ gào cuống họng hắn lười làm những chuyện nhỏ nhặt này kết quả nửa ngày không có phản ứng là mặt mũi của hắn có chút khó coi tiểu hy lại gọi mấy lần kỳ tiểu hy mới hồi âm không ra chính ngài bán đi ha ha con bé này càng ngày càng không ngoan ngoãn như khi còn bé kỳ đang đồ đứng dậy một bộ muốn đi giáo huấn nàng bất quá cuối cùng vẫn không nỡ quay đầu hung tận nhìn tổ an người thật không có khi dễ nàng tuyệt đối không có không tin ngươi gọi nàng ra hỏi xem tổ an chấn định nói hắn hiểu tính tình của kỳ tiểu hy nàng làm sao có thể nói sự tình như thế nghe hắn chắc chắn như thế kỳ đang đổ hơi tin sau đó tự mình đi giúp hắn gói thuốc thấy hắn cần số lượng to lớn kỳ đang đổ kỳ quái lướt hắn một cái người gây bao nhiêu địch nhân chuẩn bị nhiều thuốc như vậy làm gì đi ra ngoài lan lộn cẩn thận luôn tốt tổ an cười nói kỳ đang đồ hư lạnh về sau nhất định phải để tiểu hy cách ngươi xa một chút bằng không sớm muộn gì cũng sẽ bị ngươi liên lụy tổ an cười khổ bây giờ kỳ tiểu hy đã cách hắn đủ xa cơ bản không nói chuyện với mình nha cuối cùng dùng 60 ngàn lượng, Tổ An lặng lẽ chứa dược tài vào lưu ly bảo châu, lúc này trong lòng mới hơi an định. En còn phải chuẩn bị thức ăn, đồ dùng sinh hoạt. Tổ An lại ở trên chợ càn quét một vòng, dù sao không gian của lưu ly bảo châu to lớn, thả đồ vật ở bên trong sẽ không hư. Chờ hắn trở lại sở ra, phát hiện sở phủ bị bao phủ ở trong khí tức nặng nề. Xảy ra chuyện rồi. Thấy hắn về, sở sơ nhan trầm giọng nói. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của sở sơ nhan, tổ an giật mình. Làm sao vậy? Theo ta tới đại sảnh nghị sự, trên đường ta sẽ chậm rãi nói với ngươi sở sơ nhan kéo tay hắn đi vào nội phủ cha ta bị tang hoàng giam ở nhà sự thành sở sơ nhan nói tổ an kinh ngạc làm sao có thể nhạc phụ đại nhân là công tước hơn nữa tu vi cao thâm tang hoàng làm sao dám bắt hắn hắn tự nhiên có lý do đường hoàng sở sơ nhan giải thích xét đến cùng vấn đề vẫn ở chỗ những diêm dẫn trước kia trải qua nàng giải thích tổ an minh bạch đầu đôi sự tình nguyên lai lần trước ung nguyên long bị bắt chịu không nổi thủ đoạn của trần huyền khai ra tuyến đường cùng với thời gian Uông gia vận chuyển diêm dẫn, mà vừa vào lần đó, số diêm dẫn kia ở trong hai ngày nữa sẽ đến Minh Nguyệt Thành. Trần Huyền quả quyết phái người cướp số diêm dẫn kia, bởi vì lúc trước Uông gia bị dị tộc cướp bóc, sớm đã nguyên khí đại thương, nhóm diêm dẫn này là bọn họ cháp vá lung tung làm ra. Trong thời gian ngắn hoàn toàn không có cách nào kiếm đủ diêm dẫn bù vào, mà sở ra kinh doanh mối nghiệp, lượng hàng to lớn, lại vừa vặn cần số diêm dẫn này của Uông gia. Uông gia gia chủ rơi vào đường cùng, tự mình đến cửa cầu sở trung thiên sở trung thiên động lòng chắc ẩn lại thêm xuất phát từ tình huống thực tế của sở gia nên quyết định mượn hạn ngày của mấy năm sau bù vào chờ ôn gia và sở gia khôi phục sẽ chậm rãi bổ sung lại diêm dẫn hết thầy thần không biết quỷ không hay đáng tiếc người tính không bằng trời tính hàng hóa của sở gia lại bị tang hoàng đột kích kiểm tra tra ra số lượng diêm dẫn của bọn họ không đúng sau đó thuận thế tạm giữ sở trung thiên tổ an nhịn không được cảm khái xem ra tang hoàng sớm đã chuẩn bị tốt sự tình lần này nói không chừng cũng là âm mưu hắn bố trí sở sơ nhan thở dài một hơi là chúng ta quá chủ quan tổ an có chút không hiểu đúng rồi nghe nói diêm dẫn ti đều là người của các ngươi vì sao lại bị tang hoàng phát hiện sở sơ nhan lắc đầu đây chính là địa phương kỳ quái lớn nhất xem ra hơn phân nửa là tang hoàng xúi dục người của diêm dẫn ti làm phản tổ an nắm lấy tay nàng lão bà ta sẽ một mực, mực cùng ngươi giúp sở ra vượt qua cửa ải khó cảm ơn sở sơ nhan miễn cưỡng cười cười chuyện cho tới bây giờ nàng không cho rằng đối phương có thể giúp cái gì, bất quá nghe hắn nói, tâm hỗn loạn cũng cảm thấy một tia ấm áp. Gia hỏa Trần Huyền này thật đáng ghét, chết rồi còn làm người buồn nôn. Tổ An nhịn không được đậu đen rau muống, nguyên nhân gây ra sự kiện này là do Trần Huyền cướp số Dương dẫn kia, bằng không sao có thể xảy ra nhiều chuyện như vậy. Đúng lúc này, hai người đã đi tới đại sảnh nghị sự. Đại tàu, sự kiện này các người nhất định phải cho chúng ta một lời giải thích. Còn chưa vào cửa, đã nghe bên trong truyền đến thanh âm phẫn nộ gào thét của Sở Nguyệt Pha. Tổ An kỳ quái, phải biết sở Nguyệt Pha xưa này luôn là một bàn tử hay cười, điển hình của nham hiểm, cho tới bây giờ còn chưa thấy qua hắn nổi giận như vậy. Không sai, sự kiện này chúng ta từ đầu tới đôi mơ mơ màng màng, kết quả bây giờ phải thu thập cục diện rối rắm này, đại tàu, các ngươi hơi quá phận. Tiếng cười lạnh của sở thiết sinh cũng truyền tới. Sau khi vào cửa, phát hiện sở thiết sinh và sở Nguyệt Pha làm khó dễ với tần vãn như, sắc mặt tần vãn như tái xanh, bất quá nàng giác thực đối lý, nên không tiện phát tác. Sở sơ nhan bước nhanh đi vào, nhị thúc tam thúc, hiện tại trọng yếu là giải quyết vấn đề mà không phải phân trách nhiệm nói thật êm tai trước đó gạt chúng ta hiện tại xảy ra chuyện mới nghĩ tới chúng ta sở thiết sinh ngừ lạnh sở sơ nhan cau mày giải thích nói trước đó gạt mọi người chủ yếu là chuyện rất quan trọng cần giữ bí mật giữ bí mật giữ bí mật kết quả vẫn để lộ bí mật sở nguyệt pha nói sự tình chỉ có các người biết vậy là ai để lộ bí mật đây bạn đang xem lục địa kiện tiên được thuyết minh tại kênh youtube di các phim sau khi nói xong nhìn sở sơ nhan và tần vãn như ngụ ý rất rõ ràng, chính là các nàng để lộ bí mật. Tần Vãn Như và Sở Sơ Nhan tức giận đến mặt trắng bệch, bất quá trong lúc nhất thời lại không biết nên phản bác như thế nào. Lúc này Tổ An tiến lên một bước, ngăn ở trước mặt hai người, các ngươi thật có tiền đồ, hai lão gia hòa chạy đến khi dễ cô nhi quả mẫu. Tần Vãn Như. Sở Sơ Nhan. Đến từ Tần Vãn Như, điểm độ khí cộng 666, đến từ Sở Sơ Nhan, điểm độ khí cộng 233. Trong lòng Tổ An kỳ quái nghĩ thầm ta rõ ràng giúp các người nói chuyện, sao tức giận như vậy chứ? Có điều hắn lập tức phát hiện vấn đề, cười ngượng nói, không phải cô nhi quả mẫu, nói sai nói sai. Nếu để cho sở trung thiên nghe được, coi như tính khí của hắn tốt, sợ rằng cũng sẽ rủ lông. Lúc này thần sắc của hai nữ mới chậm lại. Sở thiết sinh hư lạnh nói, nơi này có chỗ cho người nói chuyện sao? Tổ an cũng không tức giận, ta chỉ giúp lão bà của ta nói chuyện mà thôi, không nhìn nổi các người hùng hổ dọa người, lại nói, ta dù sao cũng coi như người chủ phòng, các ngươi chỉ là con vợ lẽ, các ngươi có thể nói ta lại không thể nói phản rồi sở thiết sinh nhất thời xù lông ngay cả sở nguyệt pha cũng trợn mắt nhìn phải biết sự tình vợ lẽ là cây gai trong lòng bọn hắn đến từ sở thiết sinh điểm nộ khí cộng 886. đến từ sở nguyệt pha điểm nộ khí cộng 668. được rồi tần vẫn như rốt cục mở miệng cãi đi cãi lại như vậy có được cái gì sở thiết sinh hử lạnh cũng không phải chúng ta muốn nhao nhao mà là ngày bình thường sự tình gì cũng bị chủ phòng các người nắm trong tay Ta và Tam Đệ trên danh nghĩa mỗi người nắm trong tay mối sắt, nhưng tất cả mọi người rõ ràng, chẳng qua là khôi lỗ mà thôi. Sở Nguyệt Pha cũng phụ họa, không sai, nếu như sự tình lần này sớm thương lượng với chúng ta, thì sẽ không xảy ra sơ suất lớn như vậy. Tổ an nói, sau khi sự việc xảy ra, ngồi châm chọc người nào đều biết, nhà phụ đại nhân mạo hiểm, còn không phải vì đại cục của sở ra, trong khoảng thời gian này sở ra thu không đủ chi, tự nhiên là tiết kiệm một chút tính một chút. Dù sở sơ nhan không nói, nhưng hán đại khái có thể đoán được nguyên nhân đằng sau Sắc mặt của Tần Vãn Như hơi hòa hoãn, ngày bình thường nhìn tội An nhanh mồm nhanh miệng cảm thấy không vui, nhưng bây giờ hắn thay mình nói chuyện, trước kia không vui tan hết sạch. Có nam nhân chặn ở trước người che gió che mưa cũng an tâm a. À. Tần Vãn Như kìm lòng không được nghĩ đến Sở Trung Thiên, cũng không biết lúc nào hắn mới có thể bình an trở về. Tiết kiệm tiết kiệm, kết quả hiện tại không chỉ không tiết kiệm được, ngược lại triệt để ném sở ra vào, 16 triệu lượng, sở ra đi nơi nào cầm ra nhiều tiền như vậy. Sở Thiết Sinh thở phì phò nói đến từ sở thiết sinh, điểm nộ khí cộng 358, 16 triệu lượng. Tổ An giật mình, làm sao nhiều như thế? Hắn còn nghĩ bây giờ trong túi mình có không ít tiền, đến thời điểm giúp lão bảo vượt qua cửa ải khó, kết quả tiền trên người ngay cả số lẻ cũng không đủ. Triều đình vì ngăn ngừa thương nhân buôn muối tùy ý phá giá, nên chế định số lượng diêm dẫn cho mỗi năm, nếu như vượt mức sớm lấy hạn ngạch diêm dẫn mấy năm sau, sau đó trừ mỗi tấm diêm dẫn 1.5 lượng bạc, còn cần ngoài định mức do nạp 2.1 lượng bạc. Sở sơ nha nói, sắc mặt có chút khó coi. Hơn nữa triều đình vì phòng ngừa thương nhân buôn muối âm thầm thao tác, còn văn bản rõ ràng quy định giấu giếm không giao bạc sự chi, phải nạp tiền phạt gấp mấy lần. 16 triệu lượng bạc này, có hơn một nửa là tiền phạt. Sở thiết sinh tiếp lời nói. Một khoản tiền lớn như vậy, trừ khi bán sạch sở ra, bằng không làm sao có khả năng cầm ra được. Sự kiện này ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết, không cần nhiều lời. Sở sơ nhan lạnh lùng nói. Người nghĩ biện pháp, ngươi có thể có biện pháp gì? Sở thiết sinh khinh thường nói, thời điểm muốn tiếp tục nói cảm nhận được nhiệt độ không khí trong phòng giảm mấy độ biết nàng thật tức giận không còn dám được đà lấn tới thôi được ta sẽ nhìn xem ngươi có thể có biện pháp giải quyết nào nói xong phải tay áo bỏ đi sở nguyệt pha cũng mặt lạnh đứng dậy rời đi rất nhanh trong phòng nghị sự chỉ còn lại ba người tần vãn như Tổ an nhịn không được nói bọn gia hỏa này thật quá phận nhạc phụ đại nhân vừa gặp chuyện bọn hắn đã nhảy nhót lợi hại như vậy lại cách một đoạn thời gian bọn họ còn không lật trời tần vãn như giải thích nhị phòng tam phòng vẫn luôn ngấp nghé quyền lực của chúng ta muốn thay vào đó có cơ hội tốt như vậy sao có thể không làm khó dễ kể từ khi biết nữ nhi và tổ an có phù thê chi thực nàng đã vứt bỏ một số tưởng tượng không thực tế trước đó bắt đầu thử tiếp nhận hắn lại thêm vừa rồi hắn giúp mình ứng phó nhị thúc tam thúc cho nên những sự tình tư mật này cũng dần dần nói cho hắn biết tổ an thở dài thế giới luôn kỳ quái như thế có lúc xảy ra chuyện thân thích còn không đáng tin bằng người xa lạ người xa lạ coi như không trợ giúp cũng sẽ không bỏ đá xuống giếng Tần Vãn Như trầm giọng nói, bây giờ nói những thứ này cũng vô dụng, việc cấp bách là suy nghĩ thật kỹ làm sao giải quyết sự kiện này. Sở Sơ Nha nói, vẫn là trước chủ tiền, chủ phụ thân đại nhân trở lại rồi nói. Thế nhưng 16 triệu lượng, chỗ nào bù nổi? Nghĩ đến con số trên trời kia, Tần Vãn Như không khỏi có chút bi quan. Sở Sơ Nha cũng rơi vào trầm mặc, những năm này sở ra lớp lỗ thủng khắp nơi, lại thêm các nơi chi tiêu cũng nhiều, không còn bao nhiêu tích xúc. Vốn trước đó vài ngày cự kình bang bị tiêu diệt, sinh ý muối nghiệp chuyển biến tốt đẹp, thu nhập bắt đầu duy trì tăng trưởng, kết quả xảy ra sự tình này. Diêm dẫn không hợp pháp, bây giờ muối của bọn họ bị định nghĩa thành muối lậu, vốn lưu động bị cắt đứt. Trừ khi bán ruộng bán đất, nhưng như vậy sở ra tân tân khổ khổ kiên trì bảo vệ sản nghiệp tổ tiên còn có ý nghĩa gì? Sản nghiệp tổ tiên cũng bán, niềm tin của sở ra sẽ sụp đổ, như vậy sở ra thật xong đời. Tổ an nói, ta chỗ này còn có 2-3 triệu lượng bạc, có thể lấy ra cứu nhạc phụ đại nhân. Đáng tiếc trước đó Mai Hoa Bang đã hủy diệt, 750 vạn lượng thiếu nợ không thu về được bằng không có thể giải quyết một nửa. Sở sơ nhan giật mình, người ở đâu có nhiều tiền như vậy? Sự tình tổ an và học viện giao dịch nàng cũng biết, lúc trước Mai Hoa Bang không cho hắn bao nhiêu tiền, sao hiện tại đột nhiên có 2-3 triệu lượng. Tổ an ngạo nghễ nói, lão công ngươi bản lĩnh thông thiên, ngay cả ngươi cũng cua được, kiếm lời chút tiền ấy lại tính là gì? Sở sơ nhan hơi đỏ mặt, xì một miệng, không nghiêm túc, đồng thời cho dạ liếc nhìn mẫu thân. Lần này tần vãn như không có tức giận, ngược lại hơi xúc động nói, a tổ, cảm ơn ngươi, thời điểm sở gia nguy nan còn lựa chọn xuất thủ tương trợ sơ nhan quả nhiên không nhìn lầm người chỉ bất quá sở ra chúng ta còn không đến mức vận dụng tiền riêng của con rể như lại lan ra ngoài chỉ sợ sẽ thành trò cười cho mọi người tổ an bất đắc dĩ nghe giống như gia tộc cổ đại không có ý tứ dùng đồ cưới của nhà gái vậy đến lúc nào rồi còn quan tâm những hư danh kia lúc này tần vãn như còn nói thêm a tổ ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi ta và sơ nhan còn có một số việc phải thương lượng tổ an không nghĩ tới muốn nhúng tay sự vụ của sở ra cũng không hứng thú với chi tiết trong đó, thấy nàng nói như vậy càng vui vẻ nhẹ nhõm. Sau khi ra cửa không lâu thì đụng phải sở hoàn chiêu, nàng nhìn thấy tổ an liền nhào tới, tỷ phu, cha ta có phải không về được không? Một số thì vệ ở bên cạnh nhìn thấy hai người thân mật ôm nhau, từng cái yên lặng xoay người sang chỗ khác làm như không nhìn thấy. Chủ yếu là trong khoảng thời gian này hai người thân mật thực sự quá nhiều, ngay cả phu nhân và đại tiểu thư cũng không nói gì, bọn họ chỉ là hạ nhân, tự nhiên sẽ không đi nói. Quan trọng là nhị tiểu thư còn chủ động ôm cô ra, nói đến cô già đến cùng có ma lực gì nha, tuy hơi đẹp trai, nhưng còn không tới trình độ kinh thiên động địa, đến cùng là làm sao để đại tiểu thư khăng khăng một mực, còn để cho nhị tiểu thư mê luyến như thế. Càng nghĩ không thông là, gần đây ngay cả phu nhân tựa hồ cũng tốt với hắn rất nhiều. Ai, thật là ước ao ghen tị. Tổ An nhìn điểm nộ khí trong hệ thống, nghĩ thầm những gia hỏa này thật tiện, từng người trên mặt nhìn không ra cái gì, nhưng sau lưng đoán chừng đang vẽ vòng tròn quyền rồi ta. Bất quá có thể tức giận nhiều một chút hay không, chỉ cống hiến vài điểm có ý nghĩa gì. Ngay cả tức giận cũng không dám phóng túng, trách không được chỉ có thể nhìn ta ăn ngon uống sướng. Nếu hắn nói câu này ra, cam đoan thu được điểm nộ khí tăng vọt. Bất quá vô số lần kinh nghiệm giáo huấn đã để hắn biết cân nhắc, điểm nộ khí nào có thể kiếm, điểm nộ khí nào kiếm được không bù mất. Vỗ nhẹ nhẹ thân thể mềm mại của thiếu nữ trong ngực, Tổ An an ủi, yên tâm đi, cha ngươi khẳng định sẽ không có việc gì. Thế nhưng ta nghe nói sự tình lần này rất nghiêm trọng, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Sở Hoàn chưa lau nước mắt, y nguyên không yên tâm nói, cha ngươi lợi hại như vậy nhất định có thể gặp sự hóa lành. Tổ An giúp nàng lau nước mắt trên mặt, lại nói, mẹ ngươi và tỷ ngươi cũng đang nghĩ biện pháp cứu hắn. Thế nhưng ta nhìn thấy nương và tỷ tỷ mặt buồn rười rượi, cho tới bây giờ còn chưa thấy qua các nàng như vậy, chắc hẳn bọn họ cũng rất bi quan. Sở Hoàn Chiêu vẫn rất u sầu. Tiểu nha đầu này lại biến thành Lâm Đại Ngọc đa sầu đa cảm rồi. Tổ An cười xoa xoa đầu nàng, coi như ngươi không tin mẹ ngươi và tỷ ngươi, cũng nên tin tưởng ta chứ, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp cứu nhạc phụ đại nhân. Thật, Sở Hoàn Chiêu nhất thời chuyển buồn thành vui. Tổ An gật đầu, tự nhiên là thật. Tỷ phu giỏi nhất. Sở Hoàn chưa nhất thời thay đổi vẻ u sầu, vui sướng sôi nổi, ôm lấy cánh tay hắn, không ngừng cạ cạ vào bộ ngực đã có quy mô của mình, để Tổ An nhịn không được lâng lâng. Một màn này để rất nhiều thị vệ mắt trợn tròn, nhị tiểu thư ngay cả phu nhân và đại tiểu thư cũng không tin, hết lần này tới lần khác tin cô ra. Sa hỏa này đến cùng rót cái thuốc mê gì cho nhị tiểu thư vậy? Ta thật vô dụng, ngày bình thường chỉ biết chơi, xảy ra chuyện cái gì cũng không giúp được, ngay cả ngươi cũng không bằng bỗng nhiên thần sắc của sở hoàn chưa ảm đạm tổ an cái gì gọi là ngay cả ta cũng không bằng Người tuổi còn nhỏ chờ ngươi lớn lên tự nhiên sẽ giúp được việc tổ an an ủi thật sở hoàn chưa nháy mắt mấy cái vẻ mặt ngờ vực hiển nhiên không quá tin tưởng năng lực của mình tự nhiên là thật tổ an khẳng định nói nha đầu này từ nhỏ bị lấy ra so sánh với tỷ tỷ tự nhiên bị tả kích đến không có lòng tin nên thích hợp cổ vũ nàng tỷ phu thật tốt sở hoàn chiêu ôm lấy cánh tay hắn ép lên ngực càng chặt trên mặt tràn đầy ý cười ngọt ngào cảm nhận được cánh tay truyền đến mềm mại xúc cảm thần sắc của tổ an hơi cổ quái trong khoảng thời gian này tựa hồ ngực nàng lại lớn hơn an ủi nàng một chút tổ an trở về phòng phát hiện mễ lão đầu đang ở trong sân tưới hoa gia hỏa này mặt ngoài là nông dân trồng hoa trên thực tế là lão âm bị khủng bố nha tổ an oán thầm nhưng trên mặt vẫn lộ ra nụ cười rực rỡ tiền bối tốt mễ lão đầu ân một tiếng nhìn hắn cười cười chỉ bất quá phối hợp khuôn mặt xấu xí kia, lộ ra có chút thiếp người. Tổ An hỏi, đúng rồi tiền bối, gần đây sở ra xảy ra chuyện, người bản lĩnh lớn như vậy, có biện pháp giúp đỡ giải quyết không? Hắn nghĩ đối phương đã lựa chọn ẩn cư ở sở ra, khó tránh khỏi là tiền bối cao nhân gì của sở ra, hoặc có giao tình với tổ tiên của sở ra, đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến, lấy tu vi của hắn, nếu như chịu tương trợ, vậy thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Mễ lão đầu lắc đầu, sở ra nội tình ngàn năm, đâu dễ dàng sụp đổ như vậy. Tổ An nghĩ thầm đây là cái đạo lý gì, nội tình ngàn năm sẽ an toàn sao? Nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không ra sở ra còn có biện pháp gì, 16 triệu lượng, minh người thành tứ đại gia tộc cộng lại, chỉ sợ cũng không bỏ ra nổi nhiều hiện ngân như vậy. Đừng lo chuyện bao đồng, đường đường sở ra, còn cần ngươi đi cứu vãn. Mễ lão đầu hử lạnh, huống chi đối với ta mà nói, toàn bộ sở ra chung vào một chỗ cũng không trọng yếu bằng ngươi, bây giờ nhiệm vụ thiết yếu nhất của ngươi là bảo vệ mình, tuyệt đối đừng làm ra sự tình nguy hiểm gì. Nói xong thì rời đi hiển nhiên không muốn nghe hắn tiếp tục cầu mình cứu sở ra tổ an nghe mà buồn nôn ra hỏa này không phải là thổ lộ với ta chứ buồn nôn a à. đến tối tổ an nhiều lần đi thanh âm các kết quả sở sơn nhan còn chưa trở lại tổ an lặng lẽ đến đại sảnh nghị sự phát hiện bên trong đèn đuốc sáng trưng thỉnh thoảng có nhân viên ra vào rất nhiều đều là thân tín của sở ra xem ra hẳn là sở sơ nhan đang nghĩ biện pháp cứu vãn sở ra tổ an không khỏi đau lòng lão bà của mình vừa đẹp vừa mạnh mấu chốt còn tài giỏi như thế nhưng quá ưu tú cũng có chỗ xấu, là tuổi còn trẻ tiếp nhận rất nhiều đồ vật không nên tiếp nhận. Kiếp trước thiếu nữ ở cái tuổi này vẫn tùy ý hưởng thụ thanh xuân, xung quanh một đống lớn nam nhân vây quanh, thời gian qua không biết dễ chịu như thế nào, đâu giống nàng khổ cực như vậy. Sau cùng tổ an ngủ quên ở thanh âm các, sáng sớm hôm sau, bị sở sơn nhan đánh thức, a à tổ, người theo ta đi ra ngoài một chuyến. Tổ an ngủ mơ mơ màng màng, vô ý thức đi ôm nàng, lão bà ngươi trở về, mau lại đi ngủ một lát. Trong lòng của hắn còn có chút kỳ quái, nghĩ thầm gần đây sở sơ nhan đổi nước hoa sao ngay bình thường trên người nàng là mùi thơm thanh nhã như lan bây giờ trong không khí nhiều một tia hương thơm nồng đậm của hoa hồng Hụ khụ lúc này bên cạnh bỗng nhiên truyền đến tiếng ho nhẹ bất mãn tổ an nhìn lại phát hiện tần vãn như và sở sơ nhan đang đứng cách đó không xa hai người hiển nhiên là suốt đêm không ngủ trong mắt ẩn ẩn có thể nhìn thấy tơ máu hai đầu lông mày có chút tiểu tụy nhưng không thể không nói đại mỹ nữ cuối cùng là đại mỹ nữ như vậy không chỉ không ảnh hưởng mỹ mạo của hai người ngược lại làm cho các nàng tăng thêm mấy phần quyến rũ mê người. Một cái thành thục sung mãn, một cái thanh lệ khó tả, đứng chung một chỗ như mai lan tranh diễm, toàn bộ gian nhà dường như sáng lên không ít. Thấy hắn giống như ngây ngốc nhìn chằm chằm hai người, tần vãn như không khỏi nhướng mày. Bạn đang xem lục địa kiện tiên được thuyết minh tại kênh youtube gì các phim. Cảm giác được sắc mặt của nàng có chút không tốt, tổ ăn giật mình, vội vàng ngồi dậy nói, nguyên lai nhạc mẫu đại nhân cũng tới. Hắn không hiểu tần vãn như sáng sớm đến phòng của nữ nhi làm gì, nên tìm biện pháp nhắc nhở nàng không nên quấy rầy thế giới của hai vợ chồng nha. Phảng phất như nhìn ra nghi hoặc trong lòng hắn, sở sơ nha nói, chúng ta thương lượng một đêm, vốn muốn tới tìm ngươi có chút việc, kết quả đi phòng ngươi phát hiện không thấy, chúng ta cho rằng ngươi đã đi học viện, nên về lấy chút đồ vật, ai biết ngươi cũng ở chỗ này. Mặt nàng có chút ửng đỏ, tuy hai người trên danh nghĩa là phu thê, nhưng ở trong mắt đại đa số người, bọn họ chỉ có danh phu thê. Quan hệ của hai người đều là lén lút gạt người, bây giờ bị mẫu thân nhìn thấy đối phương tùy tiện ngủ ở trên giường của mình, trước đó nói dối là vì chữa bệnh cũng sụp đổ. Tần Vãn Như cũng giật mình, mặc dù biết hai người có phù thê chi thực, nhưng nghĩ chỉ là vì chữa bệnh, nhưng nhìn bộ dáng xe nhẹ đường quen của Tổ An, thì không biết hai người đã lăn giường bao nhiêu lần rồi. Ai, nữ nhi quả nhiên đã lớn. Tổ An cũng có chút xấu hổ, người tìm ta có chuyện gì không? Sở sơ nhan đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ, má ngọc đỏ bừng, người nhanh mặc quần áo, còn thể thống gì chứ, chúng ta đi ra ngoài chờ ngươi. Trong khoảng thời gian này mỗi ngày hai người dính chung một chỗ, nàng đương nhiên biết thói quen của phu quân, gia hỏa này thích ngủ trần, nếu để cho nương nhìn thấy thì còn thể thống gì nữa. Tần Vãn Như cũng nhìn thấy trong chăn cao cao nổi lên, thân là người từng trải, nàng há không biết nam nhân ở buổi sáng thường như vậy. Nhìn độ cao khoa trương kia, sắc mặt của Tần Vãn Như đỏ bừng, mất tự nhiên xoay người, vội vàng đi ra ngoài, coi như cái gì cũng không thấy. Lúc này nàng lại có chút lý giải, nữ nhi ngày bình thường lạnh lùng như băng, tâm cao khí ngạo, vì sao lại bị hắn giải quyết nghĩ tới đây nàng cũng có chút khó chịu nữ nhi của mình ưu tú như vậy lại bị đối phương dùng biện pháp thu nỗ kia làm cho lơn hãm bất quá sau khi phẫn nộ nàng lại có chút lý giải thân là người từng trải nàng tương đối rõ ràng giữa nam nữ đâu cần phức tạp như vậy thân thể hấp dẫn mới là đồ vật bản nguyên nhất từ sau lần trước nhìn thấy không phải nàng cũng từng đêm hay mơ xuân mộng sao hơn nữa đối tượng giao hoan lại là cách một lát tổ ăn mặc quần áo tử tế đi ra trên mặt nhìn không ra một chút bối rối tần vẫn như cũng nhịn không được cảm thán da mặt của gia hòa này thật dày sở sơ nhan có chút thẹn thùng a à, tổ ngươi theo ta đi ra ngoài một chuyến hôm nay chúng ta cần tìm một vài người xin giúp đỡ lúc này tần vãn như cũng mở miệng không sai chỉ dựa vào chúng ta khẳng định không góp được 16 triệu lượng cho nên cần tìm người khác mượn tạm những năm này sở ra chúng ta cũng coi như thiện trí giúp người hẳn có thể mượn được một ít để ngươi và sơ nhan đi cũng coi như chiếu ứng lẫn nhau ta lại đi tìm một số bằng hữu quen thuộc khác tổ an vốn muốn nói lấy cục diện của sở ra bây giờ người ta không bỏ đá xuống giếng đã không tệ bất quá lo lắng đả kích tính tích cực của nàng cuối cùng chỉ hóa thành một chữ được hai người đi ra ngoài tổ an hỏi bây giờ chúng ta đi đâu đi học viện sở sơ nhan nhìn về phía học viện nói học viện tổ an kinh ngạc đến lúc nào rồi còn nghĩ tới trường sở sơ nhan giải thích những năm gần đây mỗi năm chúng ta đều quyên góp cho học viện không ít học viện và sở gia xưa nay quan hệ tốt đẹp cho nên đi tìm bọn họ trước lúc này tổ an mới thoải mái đang muốn nói chuyện một thanh âm kinh hỉ truyền đến tỷ tỷ hôm nay tỷ cũng muốn đi trường học sao chỉ thấy sở hoàn chiêu sôi nổi chạy tới trực tiếp ôm lấy cánh tay của sở sơ nhan nũng nịu đúng vậy chúng ta cùng đi trường học sở sơ nhan có chút cưng chiều sờ đầu muội muội rất lâu không cùng tỷ tỷ đi học rồi sở hoàn chiêu hoài niệm nói sở sơ nhan có chút áy náy những năm này quá bận rộn không có thời gian ở cùng muội sở hoàn chiêu lắc đầu tỷ lo làm chính sự ta sao có thể quấy dày chứ sở sơ nhan hơi kinh ngạc xoa đầu nàng hiện tại tiểu chiêu của chúng ta cũng lớn lên hiểu chuyện rồi. Sao tỷ cũng giống tỷ phu, thích vỏ tóc người ta như vậy, buổi sáng người ta trải rất lâu đấy. Sở hoàn chiêu quệt mồm phàn nàn. Sở sơ nhan vô ý thức trường tổ an một cái, chẳng lẽ ngày bình thường ra hỏa này cũng thường xuyên vào đầu muội muội Tổ an vội vàng giải thích, người không nên hiểu lầm, ta là vò như thế này. Nói xong vò loạn lên đầu sở hoàn chiêu, rất nhanh làm cái đầu của nàng như ổ gà. Sở hoàn chiêu. Thối, tỷ, phu, đến từ sở hoàn chiêu điểm nộ khí cộng 333. sở hoàn chiêu là thật giận liều mạng truy đánh tổ an nhìn lấy hai người đùa giỡn sở sơ nhan mỉm cười quan hệ của hai người thân mật chút cũng tốt trong nhà càng nhiều chút thân tình ấm áp nghĩ đến thái độ của nhị thúc tam thúc tâm nàng lạnh lẽo hơn vài phần sở hoàn chiêu dù sao cũng là thiếu nữ truy đuổi một lúc rất nhanh thì hết giận lại chạy tới ôm cánh tay của tỷ tỷ đây là lão bà của ta đừng có tranh tổ an chen vào giữa tay khoác lên vai hai tỷ muội hẹp hòi sở hoàn chiêu hử lạnh bất quá vẫn thuận thế dựa vào trên người hắn một bên khác sở sơ nhan nhíu mày để tay xuống đi trước công chúng còn thể thống gì nữa tổ an bất mãn nói ta ôm lão bà của mình sao lại không ra thể thống gì sở sơ nhan hơi đỏ mặt cuối cùng vẫn không có phản bác trong khoảng thời gian này hai người thân mật nàng rõ ràng ra hỏa này ở một vài phương diện là cực kỳ cường thế sau lưng thành thủ bình còn có đám người tiêu thiện hòa mắt to trường mắt nhỏ vốn nhìn thấy tổ an to gan lớn mật đồng thời ông lấy hai tỷ muội các nàng đại tiểu thư khẳng định sẽ nổi giận ai biết là ngại ngầm thừa nhận thành thủ bình cười hì hì nhìn người khác đưa ra tay nhỏ giọng nói xem ra không cần thiết chờ lâu như vậy đưa tiền đây đưa tiền đây nguyên lai like mấy người bọn họ bí mật đánh cược xem cô ra đến cùng có thu luôn nhị tiểu thư không thành thủ bình đương nhiên là kiên định tỉ muội song thu tuy đám người tiêu thiện hòa biết nhị tiểu thư và cô ra rất thân mật nhưng nghĩ đến lấy bối cảnh của tổ an lại thêm ra thế của sở ra là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện khả năng như thành thủ bình nói song phương rằng có không xong cuối cùng đặt cược thành thủ bình tin tưởng vững chắc nhị tiểu thư khẳng định cũng sẽ thành nữ nhân của cô ra đám người tiêu thiện hòa cảm thấy không thực tế sau đó ảo ảo đặt cược bây giờ nhìn thấy một màn này thành thủ bình sao có thể bỏ qua tiêu thiện hòa kiên trì nói hừ còn chưa kết hôn làm sao tính được người muốn chạy thành thủ bình bất mãn tiêu mũ là loại người thua không nhận nợ sao bất quá như vậy chỉ có thể chứng minh bọn họ cảm tình tốt còn không tính thua tiêu thiện hòa giải thích những người khác cũng ảo ảo phụ họa nhưng cũng có một phần nhỏ mua theo thành thủ bình, bất mãn phản đối. Bỗng nhiên sở sơ nhan quay đầu, các ngươi nói cái gì đó. Không có gì không có gì. Đám người giật mình, vội vàng ngừng lại không nói nữa. Những năm này đại tiểu thư lo liệu sở ra, thành lập ra uy tín tương đối lớn. Thành thủ bình bĩu môi, bọn gia hỏa này dám xem nhẹ cô ra, vậy chờ đến tương lai để các ngươi thua tâm phục khẩu phục. Đừng nói nhị tiểu thư, nếu trong phủ còn có tam tiểu thư, khẳng định cũng khó thoát khỏi ma trường của cô ra. Lại nói lúc này tần vãn như đi vào lý ra tuy lý gia không so được mấy gia tộc lớn nhưng ở minh nguyệt thành cũng coi như phú hào những năm gần đây sở gia và lý gia quan hệ không tệ ngày bình thường sở trung thiên cũng rất chiếu cố lý gia cho nên sở gia xảy ra chuyện tần vãn như trước tiên là nghĩ đến lý gia tộc trưởng lý gia lý trấn kiên ở trong thư phòng tiếp kiến tần vãn như đối với sở gia tao ngộ biểu thị cực kỳ đồng tình tần vãn như thấy bầu không khí hòa hợp liền nói ra ý định của mình lý trấn kiên cười đi đến bên người tần vãn như những năm gần đây sở huynh và phu nhân đều rất chiếu cố ta xảy ra chuyện ta làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn vừa nói chuyện bàn tay lặng lẽ mò qua bờ mông uyển chuyển của tần vãn như trong mắt lý trấn kiên lóe lên một tia khát vọng nóng rực cực kỳ lâu trước kia hắn đã thần hồn điên đảo với vị công tức phu nhân xinh đẹp sung mãn này chỉ bất quá trước đó hắn rõ ràng thân phận song phương khác biệt không dám động suy nghĩ cóc ghẻ an thịt thiên nga nhiều lắm chỉ là ở buổi tối để cơ thiếp trong phủ vụng trộm mặc y phục tương tự tần vãn như làm ra kiểu tóc không sai biệt lắm thậm chí ngay cả nước hoa trên người cũng giống như đúc sau đó tưởng tượng thành tần vẫn như điên cuồng phát tiết để thỏa mãn ham muốn trong lòng đáng tiếc mỗi lần sau khi xong việc đều cảm thấy tẻ nhạt vô vị dù sao những cờ thiếp kia so sánh với tần vãn như chính thức thì kém đến quá xa có lẽ là thượng thiên cảm nhận được lòng thành của hắn vậy mà cho hắn cơ hội tốt như vậy sở ra xảy ra sự tình lớn như vậy ngay cả sở trung thiên cũng thân hãm nhà tù bây giờ nữ thần cầu đến cửa quả thực là cơ hội trời cho nữ nhân trước kia cao không thể chạm bây giờ tựa hồ có thể đụng tay đến mắt thấy bàn tay sắp đụng chạm đến vị trí nở năng mềm mại vành lên kia bỗng nhiên hắn cảm thấy tay đau xót cổ tay đã bị đối phương bắt lấy vặn mạnh tần vãn như quay đầu lạnh lùng nhìn hắn lý gia chủ muốn làm gì lý trấn kiên ngượng ngùng cười cười tự nhiên là muốn trợ giúp phu nhân tần vãn như cười lạnh nói người định trợ giúp như thế nào lý trấn kiên cũng thu hồi nụ cười nếu phu nhân để cho tại hạ đạt được ước muốn lý mỗ tự nhiên cũng sẽ để phu nhân đạt được ước muốn vô sỉ tần vãn như tức giận đến toàn thân phát run vạn vạn lần không nghĩ đến gia hỏa trước kia ở trước mặt mình tất cung tất kính vậy mà dám này ra tầm tư xấu xa với nàng như vậy hắn nghĩ rằng khí số của sở gia đã tận sao đùng một tiếng bàn tay trực tiếp tắt lên mặt đối phương nàng đã lời nói chuyện với gia hỏa hèn hạ vô sỉ như vậy trực tiếp vẩy tay áo bỏ đi lý chấn kiên sờ sờ gương mặt sau đó người người mùi hương ngây ngất tiến đến chốc mũi nhịn không được cảm khái nói thật thơm đáng tiếc lúc này một gia hỏa bộ dáng sư gia từ hậu đường đi ra có chút bận tâm nói gia chủ sở ra dù sao cũng là công tước phủ hiện tại đắc tội sở phu nhân như vậy có thể xảy ra chuyện hay không lý trấn kiên hừ lạnh công tước phủ gì bất quá là hoa vàng ngày mai mà thôi bây giờ triều đình quyết tâm đối phó sở ra tàng thái thú cũng tự mình xuất thủ sở ra đâu còn có thể lật được sóng lớn thế nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất sư gia kia do dự nói nào có nhiều vạn nhất như vậy lý trấn kiên khoát khoát tay ngươi cho rằng ta thật là tinh trùng lên não xúc động như vậy sao không như vậy làm sao có thể cự tuyệt giúp đỡ tần vãn như hơn nữa còn có thể mượn cơ hội này triệt đề cắt đứt với sở gia để người khác biết lý ra chúng ta và sở gia không phải một đường miễn cho tương lai chúng ta cũng bị tai bay vạ gió lão gia quả nhiên cao minh sư gia giơ ngón tay cái lên nhưng trong lòng xem thường không thôi nói thật êm tai vừa rồi bộ dáng vô sỉ hám gái kia làm như ta không thấy sao nếu như nàng đồng ý ngươi còn không giống như con chó quỷ sống liếm lúc này đám người tổ an cũng tới minh nguyệt học viện sở hoàn chiêu tự nhiên đi về phòng học lên lớp Tổ An và Sở Sơ Nhan thì đến phòng làm việc của hiệu trưởng tìm Khương La Phu. Nghe Sở Sơ Nhan nói, Khương La Phu vô ý thức đổi tư thế hai chân, dẫn tới người nào đó liên tiếp ghé mắt. Khương La Phu suy nghĩ một chút nói, "Đầu tiên đối với Minh Nguyệt công tao ngộ, ta biểu thị đồng tình và lý giải sâu sắc, nhưng lần này đúng là sở ra các người xúc phạm luật pháp triều đình, hệ thống học viện xưa này không nhúng tay vào chính vụ địa phương, sự kiện này chỉ sở học viện không tiện ra mặt." Thực ra trước đó Sở Sơ Nhan cũng từng nghĩ đến những thứ này, nếu như Minh Nguyệt học viện xuất thủ tương trợ, chính là công khai đối kháng ý chí của hoàng gia. Nhưng nàng nghĩ hệ thống học viện xưa này có tính độc lập rất cao, chưa hẳn sợ hãi điểm ấy. Lại thêm quan hệ cá nhân với sở gia, nói không chừng sẽ ra tay cứu viện. Đáng tiếc kết quả vẫn để nàng thất vọng. Nếu như vậy, vậy chúng ta quấy giày hiệu trường. Sở sơ nhan dáng nở nụ cười, ngay cả học viện quan hệ tốt như vậy cũng không nguyện ý xuất thủ tương trợ, vậy những người khác chỉ sợ càng không có cách nào. Tổ an lắc đầu, sở sơ nhan chỗ nào cũng tốt, nhưng bởi vì từ nhỏ quá ưu tú, cho nên có lúc quá chú trọng mặt mũi hiện tại đến lúc nào rồi còn giảng những lễ tiết phong độ quý tộc kia hắn trực tiếp ngăn đối phương lại đứng ra nhìn khương la phu nói mỹ nhân hiệu trưởng đây là ngươi không đúng nha a tổ sở sơ nhan vội vàng kéo hắn về phải biết khương hiệu trưởng thực lực cường đại ở minh người thành địa vị phi phàm tuy bây giờ không nguyện ý tương trợ nhưng ít ra sẽ không thù địch với sở ra nếu chọc tới nàng đó mới thật là được không bù mất tổ an vỗ vỗ tay nàng tỏ ý yên tâm Khương La Phu ngồi ở trên ghế xa lon lạnh nhạt nói, ta không đúng chỗ nào. Tổ An tiến lên một bước, bỗng nhiên ánh mắt ngừng tụ, hôm nay Khương La Phu mặc với màu da phản quang, đôi chân tản ra ánh sáng mê người, lại thêm nàng hôm nay nàng đeo kính mắt trang sức, chế phục văn phòng. Thật là một yêu tinh muốn mạng người mà. Hắn vội vàng thu liệm ý nghĩ lung ta lung tung, trầm giọng nói, theo ta biết, những năm này Minh Nguyệt công đối đãi Khương hiệu trưởng không tệ, hơn nữa mỗi năm sở ra cũng quyền tặng rất nhiều tiền tài, vật tư cho học viện, bây giờ sở ra xảy ra chuyện, Khương hiệu trưởng ngươi lại quanh tay đứng nhìn. Ta đến Minh Nguyệt học viện không bao lâu, nhưng cũng biết học viện coi trọng dùng đức báo đức, có qua có lại, nhưng như ngươi bây giờ, chẳng phải là bác bỏ lý tưởng cao đẹp của học viện sao, về sau các ngươi làm sao dạy học sinh những đạo lý làm người kia. A à, tổ, trái tim của sở sơ nha nhảy đến cổ họng, nàng không nghĩ tới đối phương nói không để mặt mũi như thế, nhưng muốn ngăn cản đã không kịp. Khương la phu hơi nheo mắt, đứng lên, dáng người cao gầy ở trước mặt tổ an không hề rơi xuống hạ phong chút nào, khí thế trên người càng lúc càng mạnh, rất tốt đã rất lâu không ai dám nói chuyện với ta như vậy rồi. Vừa nói vừa đi về phía hắn, trên người phóng thích uy áp ngay cả sở sơ nhan cũng chịu không nổi, vô ý thức lui về phía sau một bước. Tô An nứt nước, nước miếng, hắn đứng phía trước cảm thụ càng rõ ràng hơn, thế nhưng tính khí cứng cỏi trong xương cũng ra, không nguyện ý yếu thế ở trước mặt nữ nhân. Sau đó hắn kiên trì ẩn ngực, cả người như cây đinh đứng tại nguyên chỗ, không lùi chút nào. Bạn đang xem lục địa kiện tiên được thuyết minh tại kênh youtube di các phim. Tuy uy áp của Khương La Phu mạnh mẽ, nhưng còn kém xa mỹ ly lúc trước hắn ngay cả uy áp của mỹ ly cũng gắng gượng qua được làm sao có thể thua khương la phu khương la phu vốn cho rằng hắn sẽ lui về phía sau không nghĩ tới hắn vẫn đứng tại chỗ làm nàng tiến lên một bước vừa vặn đụng vào trên người hắn thậm chí bờ môi của hai người chỉ còn một chút là sẽ hôn vào nhau may mắn nàng phản ứng nhanh mũi chân hơi điểm một chút cả người nhanh chóng lui lại kéo ra khoảng cách giữa hai người trên mặt trắng nọn uy nghiêm lóe lên về tòa ửng không biết là thẹn thùng hay là vì phẫn nộ gia hỏa đáng ghét này xém chút nữa thì bị hắn chiếm tiện nghi lúc này sở sơ nhan vội vàng tiến lên giải thích hiệu trưởng a tổ chỉ là vô tâm mong hiệu trưởng bỏ qua cho khương La phu phất phất tay yên tâm ta cũng không có nhỏ mọn như vậy hơn nữa ta và hắn còn thân quen hơn người người tưởng tượng rất nhiều sở sơ nhan ngạc nhiên giọng điệu này của khương hiệu trưởng phảng phất như đang nói với một bằng hữu thân thiết a tổ làm sao lại có quan hệ với khương hiệu trưởng cao cao tại thượng tổ an mỉm cười nói vừa rồi nhìn mỹ nhân hiệu trưởng vẻ mà sưng lạnh còn tưởng ngươi trở mặt không quen biết chứ khương la phung ít hắn một cái về sau lại chậm rãi tính sổ sách với ngươi. Sau đó nàng nói với sở sơ nhan, sơ nhan, trước đó ta vốn nghĩ không thể lấy danh nghĩa học viện công khai giúp các ngươi, nhưng có thể bí mật lấy danh nghĩa cá nhân giúp đỡ các người một chút, nhưng A Tổ nói nhắc nhở ta, tìm cho ta một lý do để học viện có thể công khai xuất thủ tương trợ. Bất quá học viện không phải học viện của một mình ta, rất nhiều chuyện không phải ta nói liền tính, cho nên không có cách nào cho các người quá nhiều trợ giúp, chỉ có thể đại khái giúp các người một hai triệu lượng. Sở sơ nhan vừa mừng vừa sợ, đa tại hiệu trưởng, con số này đã vượt xa nàng dự kiến khương la phu khẽ cười nói ngoài ra ta sẽ đi nhật rượu thành một chuyến tìm tăng thái thú nói giúp vài lời nhìn xem có thể giảm nhẹ trách phạt hay không trong mắt sở sơ nhan ẩn ẩn hiện ra lệ quang khương hiệu trưởng ta thật không biết nên cảm tạ ngài như thế nào khương la phu mỉm cười không cần cảm tạ ta ngươi nên may mắn vì có được một phu quân tốt thời điểm hai người từ trong văn phòng đi ra ngoài sở sơ nhan nhìn chằm chằm tổ an trái xem phải xem một lúc lâu sau ánh mắt mới phức tạp nói ngươi và khương hiệu trưởng có phải có cái gì hay không tổ an sững sờ nhịn không được cười ngươi cảm thấy giữa chúng ta có cái gì sở sơ nhan có chút xấu hổ nói ta cũng biết không có khả năng nhưng luôn cảm thấy quan hệ của hai người thân mật hơn ta tưởng tượng rất nhiều ta cũng muốn cùng nàng phát sinh vài sự tình thân mật đáng tiếc đôi chân dài kia của nàng có thể đá chết ta tổ an tiếp nối nói có thể quen biết nàng thứ nhất là nhờ sự tình mai hoa bang cùng nàng giao dịch thứ hai đương nhiên là vì lão công của người tư chất vi phàm nàng lướt mắt liền nhìn ra ta căn cốt thanh kỳ là nhân tuyển cứu vãn thế giới có một không hai ai lão bà ngươi đi nhanh như thế làm gì ai cái thói đời này làm sao vậy nói thật không ai tin sau đó hai người lại đi tới uông gia song phương hàn huyên một lúc u phúc nới khó xử nói chất nữ theo lý thuyết trung thiên huynh xảy ra chuyện ta khẳng định không thể đổ cho người khác mà không giúp đỡ nhưng tình huống của uông gia chúng ta năm nay các người cũng rõ ràng thực không có năng lực trợ giúp các người Sở sơ nhan áy náy nói Thế thúc ta đương nhiên biết uông gia cũng rất khó khăn, lần này tới không phải vì mượn tiền. Hả? Vậy là vì chuyện gì? Uông Phúc có chút ngoài ý muốn. Sở sơ nha nói, chủ yếu là hỏi thăm sự tình riêng dẫn lần này, uông gia có mấy người hiểu rõ tình hình. Uông Phúc biến sắc, chất nữ hoài nghi chúng ta tiết lộ bí mật, mới làm hại Minh Nguyệt Công xảy ra chuyện. Sở sơ nha nái nái nói, ta không phải ý tứ này, chúng ta đương nhiên sẽ không hoài nghi thế thúc, chỉ bất quá thám tử của tăng gia chỗ nào cũng có, có lẽ người mình vô ý tiết lộ tin tức cũng có khả năng tuyệt đối không có loại khả năng này uông phúc khẳng định nói lần trước diêm dẫn bị cướp hộ vệ ông gia đi theo cơ bản thương vong hầu như không còn việc này chỉ có ta nguyên long còn có quản gia cùng với hai người khác biết bọn họ đều theo ông gia mấy chục năm ta tuyệt đối tin được nghe hắn trả lời sở sơ nhan mỉm cười xem ra là ta hiểu lầm đúng rồi thế thúc đối với cục diện trước mắt của sở gia có kiến nghị gì không mặt khác ở nhật diệu thành có nhân mạch nào có thể nói chuyện được nhìn xem có thể dâng sớ nói giúp một chút không Uông Phúc vội vàng đáp, đương nhiên nhận biết một số người, chỉ bất quá sự tình lần này huyền náo cực lớn, ta không biết bọn họ có thể giúp một tay hay không. Sau khi rời khỏi Uông gia, Tổ An nhịn không được nói, trước đó nghe các người nói qua, lần này dùng Diêm dẫn mấy năm sau là Uông Phúc đề nghị, có phải là hắn sớm đã quy thuận Tang hoàng, cố ý thiết lập ván cục hố chúng ta hay không? Sở sơ Nha lắc đầu, Uông gia và Sở gia đã có giao tình mấy trăm năm, quan hệ của hai nhà rất sâu, còn không đến mức vô sỉ như vậy, đương nhiên cũng không bài trừ loại khả năng này. Đáng tiếc hiện tại truy cứu đã không có ý nghĩa, việc cấp bách là làm sao để sở ra vượt qua cửa ải khó lần này. Điều này cũng đúng. Tổ an ân một tiếng. Tiếp xuống đi chỗ nào? Đi tạ ra. Sở sơ nhan trầm giọng nói. Tổ an nghĩ cũng phải, bây giờ trong những đại gia tộc có thực lực trợ giúp sở ra kia, viên gia, trịnh gia xưa nay là kẻ thù, còn có ngô gia ở quận bên cạnh, luôn không có khả năng đi tìm những người này, như vậy chỉ còn lại tạ ra. Sở sơ nhan không tìm tạ ra trước tiên, hơn phân nửa là kiêng kỵ sau lưng bọn họ có cái bóng của tề vương chẳng qua hiện nay cùng đường mạt lộ, cuối cùng vẫn phải đi thử một chút. Hai người tới tạ ra, gia đình đi thông báo, sau đó chạy ra ái náy nói, sở tiểu thư, lão gia nhà chúng ta có việc ra ngoài, vẫn chưa về. Sở sơ nhan nhớ mày, có biết tạ đại nhân đi làm cái gì, đại khái bao lâu trở về không? Gia đình kia lắc đầu, sở tiểu thư, xin thứ lỗi, cái này không phải hạ nhân như chúng ta có thể hỏi đến. Sở sơ nhan thất vọng, vậy phiền phức ngươi. Nói xong quay người rời đi. Nhìn bóng lưng nàng rời đi, gia đình kia âm thầm cảm thán, Sở Đại tiểu thư còn xinh đẹp hơn đồn đại nhiều, hơn nữa là người khiêm tốn lễ độ, hôm nay cùng nàng nói mấy câu, đã đủ trở về thổi cả đời với đám gia đình. Như vậy liền đi. Tổ An nhịn không được hỏi, không đi còn có thể làm gì? Sở Sơ Nhan nhịn không được thở dài một hơi, Tạ Thành Trù là thật đi ra ngoài cũng tốt, là lý do không muốn gặp chúng ta cũng được, đều đã sáng tỏ biểu đạt thái độ rồi. Muốn vào Tạ phủ cũng không phải khó như vậy. Tổ An do dự một chút nói, Sở Sơ Nhan sững sờ, người có biện pháp? Tổ An cười thần bí, nhìn ta, chỉ thấy hắn quay về cửa chính, gia đình kia thấy hắn vội vàng khoát tay nói, đã nói lão gia nhà chúng ta không có nhà. Gia hỏa này nhìn kỹ cũng không thấy đẹp trai hơn ta nha, vì sao hắn có thể cưới được Sở đại tiểu thư làm vợ? Tổ An lặng lẽ nhét một thỏi bạc, "Ta không phải đến tìm tạ đại nhân, mà tới tìm tiểu thư nhà các ngươi. Trước đó hắn đi học viện đã biết hôm nay tạ đạo ẩn không lên lớp. Đối với những con cháu danh môn như các nàng, lên lớp đều theo tâm ý, thỉnh thoảng chọn một tiết cảm thấy hứng thú mới đi, nếu như ngày đó tiết học không có hứng thú, hoặc có việc mà nói" các nàng sẽ không đi. Giết thỏi bạc nặng chịu trong lòng bàn tay, hai mắt gia đình kia tỏa sáng. Tốt, ta đi thông báo giúp công tử, chỉ bất quá tiểu thư nhà chúng ta chưa chắc sẽ gặp ngươi. Tổ an mỉm cười, ngươi cứ nói ta tìm là được. Gia đình kia gật đầu, nhanh chóng chạy vào, cách một hồi, gia đình kia lại chạy ra, tiểu thư nhà chúng ta mời công tử vào. Ánh mắt hắn tràn đầy vẻ khó tin, phải biết tiểu thư nhà mình rất ít gặp ngoại nhân, không nghĩ tới nghe nói tổ an đến tìm mình, liền gật đầu đáp ứng, cho tới bây giờ còn chưa thấy qua tiểu thư mừng rỡ như vậy. Tổ An thì nhìn Sở Sơ Nhan phất phất tay, tỏ ý nàng đi vào chung. Gia đình kia có chút khó xử, tiểu thư nhà chúng ta không nói, hắn còn chưa nói xong đã bị Tổ An đánh gãy, cũng không có nói không gặp nàng nha. Gia đình sững sờ, cái này thì đúng là không có. Vậy ý không phải được, các nàng vốn có giao tình rất tốt. Tổ An kéo Sở Sơ Nhan trực tiếp tiến vào tạ phủ. Người tạ gia cũng không tiện đuổi người, dù sao cũng là đi gặp tiểu thư nhà mình. Trên đường Sở Sơ Nhan lặng lẽ lôi kéo ống tay áo của Tổ An, "Vì sao ngươi và tạ tiểu thư quen thuộc như vậy?" cùng ở minh nguyệt thành nàng rất lý giải tính tình của tạ đạo ẩn tuy nàng thường xuyên ở bên ngoài tham gia các loại thi hội nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe nói nàng ở trong nhà tiếp kiến qua năm từ nào tổ an mỉm cười đẹp trai nữ nhân duyên khó tránh khỏi dạy tốt một chút sở sơ nhan đột nhiên nàng cảm giác được một màn này giống như đã từng quen biết lần trước ở trịnh gia cũng thế lúc đó hắn cũng giải quyết trịnh gia đại tiểu thư như vậy toàn bộ cô nương xinh đẹp ở minh nguyệt thành tựa hồ đều cùng hắn có thiên thi vạn lũ quan hệ nghĩ tới đây nàng không khỏi có chút cảnh giác lên. à tổ, có phải ngươi có rất nhiều chuyện gạt ta hay không? tổ an buông tay. ta nói cho các ngươi rất nhiều chuyện, là chính các ngươi không tin mà thôi. sở sơ nhan đang muốn truy vấn, lại nhìn thấy tạ đạo ẩn chạy ra đón. tạ đạo ẩn vốn mặt đầy nụ cười, ánh mắt vui sướng thẹn thùng, nhưng nhìn thấy sở sơ nhan thì nụ cười cứng đờ, có điều rất nhanh đã khôi phục lại. ta nói vì sao tổ công tử lại có thời gian rảnh rỗi tới tìm ta? nguyên lai like là làm thuyết khách cho gia nhân. tuy giấu rất khá, nhưng anh nghe cũng cảm nhận được vị chua chua tổ an áy náy chắp tay chúng ta muốn gặp lệnh tôn đáng tiếc hán tránh mà không thấy chỉ có thể ra hạ sách này mong tạ tiểu thư tương trợ tạ đạo ẩn ân một tiếng tiến lên nắm tay sở sơ nhan ô nhu nói sự tình của minh nguyệt công ta cũng có nghe thấy ngươi không cần lo lắng quá mức hắn dù sao cũng là công tước thái thú đại nhân không dám làm gì quá đáng đâu sở sơ nhan vội vàng đa tạ hai nữ đều là danh môn khuê nữ của minh nguyệt thành lại là đồng học xem như tương đối quen thuộc rất nhanh đã trò chuyện vui vẻ tổ an âm thầm bĩu môi hai tỷ muội nhựa plastic điển hình này giao tình rõ ràng không có sâu như vậy bây giờ lại làm giống như thân thiết lắm cách một hồi tạ đạo ẩn mỉm cười nói như vậy đi ta mang các ngươi đi tìm phụ thân thời điểm này hắn cũng nên trở về rồi nàng cũng không ngốc tự nhiên không có khả năng ở trên mặt nổi vạch trần lý do của phụ thân trước đó sở sơ nhan vui vẻ đa tạ khách khí tạ đạo ẩn gật đầu đồng thời len lén đi đến bên người tổ an nhỏ giọng nói người thiếu ta một thủ khúc tổ an biết đây là điều kiện của nàng đành phải đáp được kết thúc tập này ở đây nha mọi người nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé cảm ơn mọi người